Được không anh ạ? Đâu rồi? Đổi cái màu quay. Đổi cái màu quay. Cả nhà này, chị nào vào rồi thấy em chấm chấm bài tương tác giùm em nha mọi người nha. Rồi chấm chấm bài tương tác giùm em mấy chị ơi. Rồi đợi em xíu xíu nha mọi người nha. Đợi em xíu rồi em bắt đầu em sẽ lên đồ cho mọi người luôn nha. Mọi người chấm bài tương tác giúp em mọi người. Rồi chấm bài chia sẻ bài viết giùm em nha mọi người nha. Rồi đợi em xíu xíu nha mấy chị yêu nha, chấm bài tương tác giúp em mấy chị. Rồi chấm bài tương tác giúp em mọi người nha. Rồi ban bắt đầu cho em vài món quà tặng nữa, rồi tặng đầu lan cho khách đi. Rồi chia sẻ bài viết giùm em mọi người ơi, chấm bài tương tác giùm em để bắt đầu em sẽ lên quà tặng cho mọi người đầu like luôn nha. Cho em một cái ống keo để em bỏ cái điện thoại cái. Rồi tình yêu nào đang có mặt trong livestream của em cho buổi trưa ngày hôm nay, mấy chị chấm bài tương tác giùm em để bắt đầu em sẽ lên quà tặng cho mọi người luôn nha. Rồi đợi em xíu xíu 30 giây nha, em sẽ lên quà tặng cho mấy chị luôn. Chấm bài chia sẻ bài viết giúp em mấy chị. À, cho em vài cái mẫu nón gì đó để em tặng quà cho mấy chị cho vui đầu like xíu đi. Cái nào cũng được anh ơi, nhanh giúp em đi. Rồi đây đưa chị luôn, đưa chị cho tặng quà cho khách luôn. Rồi ok, lên cho em mẫu đầu tiên mấy chị, comment cho em mã đó là quà 1 và kèm hộ em đó là con tuổi của bé và số điện thoại giùm em nha mọi người nhá. Để bắt đầu em sẽ lên quà tặng đầu like cho mọi người luôn là món quà đầu tiên giùm em. Lên ngay và liền giúp em mã cho em đó là quà 1 mấy chị. Rồi mọi người comment nhanh tay cho em mã cho em đó là mã quà 1 và kèm con nặng và kèm giúp em đó là tuổi của bé và số điện thoại giùm em lên cho mấy chị món quà đầu tiên này. Với giá cho mọi người sẽ là 1.000 đồng nha mấy chị nha, em tặng quà cho mấy chị luôn. Lên ngay và liền giúp em mã cho em đó là mã quà 1 và kèm con nặng số điện thoại giùm em mấy chị. Tặng cho mấy chị có một cái nón này có giá cho mấy chị là 1.000 đồng. Và mũ này sẽ size cho mấy chị đó là tầm khoảng là bé từ 3 cho đến 5 tuổi là bé nhà mình mau ok mấy chị. Rồi từ 3 cho đến 5 tuổi là bé nhà mình mau ok giúp em món quà đầu tiên nha. Comment nhanh tay cho em mã đó là quà 1 và kèm con nặng số điện thoại giúp em. Bên em chốt đơn cho quà cho mọi người sẽ là 1.000 đồng. 1.000 đồng nha. Và liền cho chị vài món quà tặng cho khách em ơi. Quà 1 và kèm hộ em đó là tuổi của bé và số điện thoại giùm em để nhân viên chốt đơn cho mấy chị món quà đầu tiên này có giá cho mấy chị là 1.000 đồng. Size từ 3 cho đến 5 tuổi là bé nhà mình mau ok giúp em món quà đầu tiên này nha mọi người nha. Chốt đơn cho em mã quà 1 cho mình chói thế anh. Rồi quà 1 giúp em mấy chị. Rồi ok nè, lên tiếp cho mấy chị món quà thứ hai nha. Rồi món quà thứ hai cho em là một cái đầm dành cho bé nè. Món quà thứ hai cho em sẽ là một cái đầm dành cho bé gái nha mấy chị. Một cái đầm dành cho bé gái rất là đẹp luôn sẽ là món quà thứ hai. Chúc luôn cho em mã đó là quà 2 và kèm con nặng chói quá lưỡi khác anh ơi. Quà 2 và kèm hộ em là con nặng và số điện thoại giùm em để nhân viên chúc đơn cho chị món quà thứ hai nha mấy chị nha. Rồi món quà thứ hai này tặng. Đừng có làm rung cái cây của em quá anh. Rồi quà 2 giùm em mấy chị. Quà 2 sẽ là một cái đầm dành cho bé gái, size cho mấy chị tầm khoảng là 13 cái này tầm 13 14 kg nha chị nhá. Cho bé nào tầm 13 14 kg sẽ là món quà thứ hai. Rồi nhớ là chia sẻ bài viết nha em, chị nào không chia sẻ không tặng quà nha. Rồi một lần vào trang cá nhân và phải đủ 5 lần vào trang hội chợ nhóm lớn, kiểm tra đủ lượt chia sẻ mới tặng, còn chị nào không đủ là không tặng nha. Rồi chị nào không đủ là bên em sẽ xả quà không có tặng nha mấy chị. Rồi lên cho em món quà thứ hai là comment cho em mã quà 2 và kèm con nặng số điện thoại
Đó, phải đủ lượt chia sẻ cho em là một lần vào trang cá nhân và khoảng là 5 lần vào trang hội chợ nhóm lớn, và mấy chị comment nhanh tay và nhiệt tình là sẽ có quà. Rồi tiếp cho em là món quà thứ hai dùm em, một cái đầm rất là đẹp luôn. Size này dành cho bé là tầm khoảng là 14-15 kg, là bé nhà mình mau ok. Sẽ là món quà thứ hai nhé chị, tặng cho chị có giá là 2.000 đồng. Rồi quà 2 giá 2.000 luôn dùm em. Lên cho em mã là quà 2 và kèm hộ em đó là con nặng của bé và số điện thoại dùm em. Phải đủ lượt chia sẻ bên em mới tặng nhắn chị, mấy chị không chia sẻ đủ là em không tặng quà được nha. Rồi quà 2 dùm em, tiếp tục cho em là món quà thứ 3 đi, cho mấy chị một cái bộ đồ xuất hàng dành cho bé trai đi ha, rất là đẹp luôn nè. Rồi chốt cho em cái này là món quà thứ 3. Rồi chốt cho em mã là quà 3 và kèm con nặng số điện thoại dùm em, nhân viên lên đơn cho mấy chị một bộ đồ xuất hàng dành cho bé trai sẽ là món quà thứ 3 nhắn chị. Comment ngay và liền giúp em món quà thứ 3 này, sẽ tặng cho mấy chị có giá là 3.000 đồng luôn. Comment nhanh tay cho em mã đó là quà 3 và kèm con nặng số điện thoại dùm em, nhân viên chốt đơn cho anh chị món quà thứ 3. Phải đủ lượt chia sẻ nha anh chị thì nhân viên mới tặng, còn mấy chị mà không chia sẻ đủ là em không tặng được nha. Một lần vào trang cá nhân và khoảng là 5 lần vào trang hội chợ nhóm lớn dùm em. Comment nhanh tay cho em mã đó là quà 3 mấy chị. Rồi quà 3 và kèm hộ em là tuổi của bé, con nặng và số điện thoại. Size này dành cho bé là tầm khoảng là 18-19 kg là bé nhà mình mau ok mấy chị. Rồi cho bé nào tầm 18 hoặc là 19 con là bé nhà mình mau ok giúp em món quà thứ 3 nha mọi người nha. Chốt cho em mã là quà 3 và kèm giúp em đó là con nặng của bé và số điện thoại. Tiếp theo chị, món quà thứ 4 là một cái mũ đi em. Rồi tiếp theo cho em nè mấy chị, nhớ là phải chia sẻ đủ nha chị. Nãy giờ nhân viên nói kiểm tra chưa có chị nào đủ nên không có tặng được. Đó nên mấy chị phải chia sẻ đủ thì nhân viên em sẽ ra bill tặng cho chị nào hiện tại là chia sẻ đủ nha chị nha. Còn mấy chị chia sẻ không đủ là không tặng được mấy chị. Rồi lên tiếp cho em là món quà thứ 4 mấy chị, comment cho em mã là quà 4 và kèm con nặng số điện thoại, tặng cho chị cái này 4.000 đồng luôn. Đó, rồi lên ngay và liền giúp em món quà thứ 4 luôn nha. Mấy chị nãy giờ rất là nhiều chị comment nhưng mà mấy chị không chia sẻ đủ nên bên em không tặng được nha mấy chị. Phải đủ cho em là phải có là một lần vào trang cá nhân và hơn 5 lần vào trang hội chợ nhóm lớn thì mấy chị sẽ có cơ hội nhận quà. Còn mấy chị mà không chia sẻ đủ là không có tặng nha. Rất là nhiều chị comment nhưng rất là ít người. Em chốt đơn chị 3 tuổi. Rồi ok nè. Rồi ok này, tiếp theo cho em là món quà thứ 4 mấy chị, comment cho em mã là quà 4 và kèm con nặng size này tầm 3 cho đến 3-4 tuổi là mau ok. Rồi cái này cho bé nào tầm 3-4 tuổi là bé nhà mình mau ok món quà thứ 4, tặng cho chị là 4.000 đồng luôn. Rồi 4.000 món quà thứ 4 luôn, chốt cho em mã là quà 4 và kèm con nặng. Rồi ok, cảm ơn chị Nhật Nguyễn này cho chị một cái móc rồi ở ngoài đi em ơi. Rồi chấm bài tương tác giùm em, đợi em xíu xíu em sẽ lên mẫu tiếp theo nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị một cái mẫu đầm nè. Rồi lên cho mấy chị cái mẫu đầm nha. Nhân ơi xong vô lấy cho em cái quạt ra nha. Rồi lên cho mấy chị một cái mẫu đầm này mấy chị, rất là đẹp luôn. Đầm này có size cho mấy chị nào từ 10 mấy ký nè, 11 ký cho đến là 25-26 ký là bé nhà mình mau ok mấy chị. Rồi tầm 26 ký là bé nhà mình mau ok cho em một cái đầm đây màu xanh bơ, rất là hot luôn nha mọi người nha. Mấy chị chốt cho em mã là xanh bơ. Rồi comment nhanh tay cho em mã cho em đó là xanh bơ và kèm con nặng số điện thoại giùm em cho chị vài cái nón lên đây luôn ơi Giang ơi, để chị bán tặng chị ơn cho mấy chị cái mấy cái nón luôn đi. Rồi chốt cho em cái mã đầm này mấy chị, chốt cho em mã đó là xanh bơ giùm em mấy chị. Comment cho em mẫu này là xanh bơ và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị đầm xanh bơ nha mọi người nha. Đẹp chưa mọi người ơi, viền nè, cực kỳ đẹp luôn, size từ 11 cho đến 26 kg. Rồi từ 11 cho đến 26 kg là bé nhà mình mau ok giúp em. Và giá là 85.000 đồng một cái, lên đơn cho em mã là xanh bơ nha mọi người nha. Vải phát luôn mọi người ơi, vải đuổi hàng xịn nha mọi người, phô gỗ này rất xịn xào luôn. Rồi lên đơn cho em mã này là xanh bơ và kèm con nặng giùm em, nhân viên lên đơn cho chị đầm màu xanh bơ nha. Rồi giá bán cho người là 85.000 đồng cái, chúc mã cho em là xanh bơ kèm con nặng. Rồi kèm con nặng số điện thoại. Rồi lên tiếp cho mấy chị này. Rồi em cảm ơn chị Sương Lê rất là nhiều này, nhận hàng đẹp lắm nè, em cảm ơn chị nè. Rồi lên tiếp cho em cái mũ này mấy chị, lên cho em mã là mũ 1 được mấy chị. Comment cho em mã là M1 cũng được, M1 giùm em nha. Thẳng cái điện thoại lên tí ạ. Xanh bơ 17 ký chị Trần Bích Như. Rồi ok. Xanh bơ 23 ký chị Hoa Trâm. Rồi ok, xanh cảm ơn chị nè. Rồi ok nè. Cập nó xuống. Xanh bơ 11 ký chị An Lê. Rồi ok. Xanh bơ 22 ký chị Lê Mỹ Trang. Rồi ok nè, xanh bơ đẹp lắm mấy chị, cái đầm xanh bơ rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị chốt cho em mã là xanh bơ nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị. Rồi ok, cảm ơn chị Lộc Chi nè. Xanh bơ 15 ký chị An Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị An Nguyễn nè. Ok này, rồi lên cho em cái mũ đầu tiên này sẽ bán kêu ơn cho chị giá là 39.000 đồng. Chị chốt cho em mã này là M1. Rồi M1 này size dành cho bé nào tầm khoảng là 4 cho đến 6 tuổi là bé mau ok.
Rồi từ 4 tuổi cho đến 6 tuổi là bé nhà mình mau kê giúp em cái mũ này nha. Lên cho em mã đó là M1 và kèm con nặng. Con 13 cưới chị Nhiên Nhiên. Rồi lên cho em mã mũ M1 mấy chị, 39k. Rồi 39k. Mũ M1 anh cứ thêm đi. Thêm cái nào cũng được anh ơi. Em đâu có đứng dậy được. Em cảm ơn chị Lan Thi mới nhận hàng vải được bé nhà mình thích nửa cơ mua nữa. Em cảm ơn chị ạ. Dạ em cảm ơn chị Lan Chi rất là nhiều nè. Lên hết thì em sẽ lên hết tất cả các bạn. Rồi em Sanber chị Linh khoảng 16. Rồi. Sanber 18 kg chị Nguyễn Ngọc Hoài. Rồi ok. Chị Hoàng Lê Quyên Sanber 21 kg. Rồi ok nè. Thêm hết tất cả các bạn đi. Rồi lên cho em mã mũ M2 mấy chị. Comment cho em mã là M2 kèm con nặng mũ giùm em, giá là 39.000 đồng nha mọi người nhá. Rồi lên tiếp cho em mũ này là mã M2, là mũ 2 giùm em. Size này cho bé tầm 3 cho đến 5 tuổi là bé mau ok. Rồi từ 3 cho đến 5 tuổi là mình mang ok giúp em mũ này, giá là 39k. Comment cho em mã M2 kèm con nặng số điện thoại. Rồi hiện tại em đang like trên kênh TikTok nữa, nên là chị nào mà có mã giảm giá bên TikTok á, mấy chị có thể qua TikTok chốt đơn. Ở TikTok hiện tại là hôm nay em chạy thử like thử, nên em thấy rất là nhiều cái sản phẩm ưu đãi, với lại là nhiều cái chương trình nó giảm giá reship đồ này kia. Nếu mấy chị nào rành thì mấy chị có thể qua TikTok để mình săn những cái mã giảm giá bên TikTok nha. Đó, chứ còn cái Diễm thì em cũng không, hồi giờ cũng chưa mua nên cũng biết như thế nào. Mấy chị có mua rành rồi đó, thì mọi người có thể qua TikTok tham khảo nha chị. Rồi lên cho em mã mũ M2 giùm em, size này tầm 3 cho đến là 5 tuổi là mau ok, giá là 39k. Chốt mã cho em là mã mũ M2 nha mọi người nhá. Rồi M2 và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn. Rồi lên tiếp cho em cái mã mà em có đăng trên TikTok nha chị, là một cái bộ ngố dành cho mẹ và bé gái mấy chị. 28 kg chị Nguyễn Thúy 1. Rồi. Rồi ok, hello những chị đang xem bên TikTok nha mọi người. TikTok chị nào mà có, em có lên mấy cái mã những cái sản phẩm bên em á mọi người, có được những cái mã mà receipt hoặc là những cái mã giảm giá thì mấy chị có thể đặt hàng bên TikTok để mình nhận ưu đãi nha mấy chị nha. Để nhận ưu đãi từ TikTok nha. Rồi hello mọi người đang xem trên TikTok nè, chị nào đang bên Facebook á thì mọi người cứ chốt đơn theo mã giùm em là sẽ có đơn nha mọi người. Rồi lên cho mấy chị bộ ngố mẹ và bé gái giùm em mẫu này, bé Diễm cũng có đăng hình trên trang và có cả đăng hình trên TikTok nè. Rồi chốt mã cho em đó là mấy chị chốt cho em mẫu này là comment cho em mã là ngố xanh đi mọi người ơi. Mọi người chốt đơn cho em mã đó là ngố xanh và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn cho chị bộ ngố màu xanh, là bộ ngố dành cho mẹ và bé gái nha chị. Rồi bộ ngố này dành cho mẹ và bé gái size cái bên TikTok anh cụp cái máy xuống giùm em một xíu ha. Rồi hello những chị đang xem bên TikTok nha mọi người nha. Mọi người vào rồi chấm bài tương tác giùm em nha mọi người nha. Rồi bắt đầu chạy mã cho em cái này để cho những chị bên TikTok đặt hàng nha anh. Rồi lên cho em bộ này là mã ngố xanh giùm em mấy chị. Comment cho em mã bộ đó là ngố xanh kèm con nặng, bộ ngố mẹ và bé gái. Rồi bộ này bên em có size cho mấy chị đó là từ 11 cho đến 22 kg thì giá sẽ là 99.000 đồng. Từ 23 cho đến 35 kg là giá 119.000, và từ 36 kg cho đến 72 kg cho đến 70 kg mấy chị là giá 129.000 đồng của mẹ. Chốt đơn cho em bộ này đó là mã cho em đó là ngố xanh và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha. Đâu em coi những chị TikTok nè. Dạ vâng, do là em mới thêm á tình yêu ơi. Thật sự là đồ nhà em rất là nhiều luôn. Nhưng mà là do là nhiều mẫu là bên em cũng còn lẻ size, với lại là em chưa có thêm kịp á mọi người, nên là có mã nào mọi người cố gắng đặt giùm em cái đó nha những chị yêu bên TikTok nha. Anh Nhân ơi giúp em để xem những cái comment của khách đi. Rồi lên cho em bộ này là mã ngố xanh giùm em mấy chị. Bộ ngố này size cho mấy chị là từ 11 cho đến 22 kg thì giá sẽ là 99.000 đồng. Từ 23 kg cho đến là 35 kg mấy chị là giá 119.000 đồng, và từ 36 kg cho đến khoảng 70 kg là mau kỳ giúp em bộ ngố xanh. Bộ ngố dành cho mẹ và bé gái nha mọi người ơi nha. Chất liệu của nó sẽ là vải. Đọc comment đây nè. Eo ra anh. Coi giùm em bên rồi chốt mã cho em là bộ ngố xanh nha, tình yêu lấy ngố xanh. 43 và 46 chị Nhiên Nhiên. Rồi ok nè. 35 cưới chị Nguyễn Tâm. Rồi ok anh ơi, anh đỡ giùm em cái máy nó tốt này kìa. Rồi lên cho bộ là ngố xanh kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha, tình yêu lấy. 39 cưới chị Trang Đinh. Rồi ok nè. 35 cưới chị Nguyễn Vũ. Rồi ok nè. Rồi. Rồi lưu ý giùm em cái bộ ngố này á, là cái cơ bản của cái bộ ngố đây sẽ là quần ôm legging và áo phông rộng, nên rất là nhiều chị, ví dụ như chị hồi giờ chị không mang quần ôm được
thì có thể là cái bộ này mà nó ủa sao nó chật hoặc là nó ôm thế em, nhưng mà không phải mấy chị, vì cái mẫu đây đó là bộ cái quần của nó sẽ là quần ôm giùm em nha người nha, mình mặc tới đâu giãn tới đó. Vải này em may cho mấy chị vải có tông co giãn 4 chiều, hàng cực xịn luôn rồi, nên mấy chị cứ mặc vô tư thoải mái giùm em nha. Đó là mình mặc tới đâu giãn tới đó mấy chị, quần legging ôm giùm em. Nếu mà cái mẫu đây mà em may nó không ôm thì nó thành ra một cái bộ đồ nó kiểu là mình mặc nó sẽ bị hơi già, hoặc là nó sẽ giống như những cái bộ đồ trước đây mấy chị hay mang. Nhưng mà cái mẫu mới bây giờ nó sẽ là quần legging ôm mấy chị, mình mặc càng ôm nó sẽ đẹp. Đó vì trước đây là em cũng may rộng cho mấy chị, nhưng mà rộng về mấy bé mang nó xấu lắm mấy chị, nó không có được đẹp nha, nên thành ra là em có điều chỉnh lại cái quần để cho nó nhỏ hơn một xíu, nó ngắn hơn một xíu và nó ôm hơn một xíu, thì bé mặc nó sẽ kiểu là nó trẻ trung và nó sẽ đẹp hơn nha. Giống như những cái dáng mà đồ của hot girl vậy mấy chị, thì nó sẽ ôm nó mới đẹp nha mấy chị. Rồi lên cho em cái bộ này là ngố xanh và kèm con nạn số điện thoại, bộ ngố mẹ và bé gái giùm em. Rồi. Rồi ok, cảm ơn chị Suri Trần. Rồi ok nè, ngố xanh mẹ và bé gái nhé. Lại cái size cho mấy chị dễ mua này, size từ 11 cho đến 22 kg là giá 99.000 đồng, từ 23 kg cho đến 35 kg là giá 119.000, và từ 36 kg cho đến là 70 kg giùm em là giá sẽ là 129.000 đồng đối với cô mẹ. Vải rất là xịn luôn, vải có tông co giãn 4 chiều nha. Rồi hello những chị đang xem bên TikTok này, chị nào TikTok thì mấy chị có mã giảm giá mấy chị cứ vô đặt hàng giúp em nha, em đang chốt mã cho mấy chị là bộ ngố xanh, và em có đăng trên sản phẩm giỏ hàng rồi á, mọi người vào giỏ hàng mình đặt giúp em nha. Ngố xanh 45 và 15 chị Thơ. Rồi, có những 39 chị Trang Vinh. Rồi ok nè. Rồi ok. Có cái điện thoại cho em đọc cái comment mấy chị bên TikTok với anh ơi. Rồi lên tiếp này, vì có những cái mã mà em chưa có lên sản phẩm bên giỏ hàng kịp á, thì mấy chị bên TikTok mình có thể là vô trang fanpage của em có ghim cái đường link đó mọi người. Thì trang bán hàng của em đó là Bí Ngô Shop Chương Sĩ và Lẻ Quần Áo Chị em đang lên live trên hai kênh là trang fanpage và bên TikTok á. Thì những chị nào mà không có mã bên em chưa có lên sản phẩm kịp bên TikTok, mấy chị có thể qua bên trang Facebook mình theo dõi để mình đặt hàng giúp em luôn nha. Đó vì thật sự là nhiều đồ lắm mấy chị, em chưa có thể nào mà thêm đầy đủ được tất cả các sản phẩm á mấy chị. Rồi lên cho em mã mũ tiếp theo đó là mũ cho em là mũ M3 giùm em, giá cho mọi người là 39.000 đồng cái. Sau này dành cho bé là tầm từ 3 cho đến 5 tuổi là bé nhà mình mau ok nha. Rồi từ 3 cho đến 5 tuổi là bé nhà mình mau ok, giúp em mã mũ M3 giùm em, comment cho em mã là M3 kèm giúp em đó là tuổi của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn. Mũ cho mấy chị là mã mũ M3 giùm em nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị sản phẩm này em cũng có thêm vào giỏ hàng rồi nè. Rất là đẹp luôn, nhưng mà TikTok hiện tại nó đang cho mấy chị những cái mã reship hoặc là những cái mã giảm giá, mọi người có thể săn giúp em nha mọi người nha. Rồi lên cho em cái bộ này rất là đẹp mấy chị, bộ hip hop dành cho bé trai, lên đơn cho em mã đó là hip hop và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị. Rồi lên đơn cho em bộ này đó là mã cho em là hip hop giùm em nha người nha, và kèm con nặng của bé. Bộ này có size cho mấy chị là từ 11 kg cho đến là 19 kg giùm em, thì giá sẽ là 99.000 đồng một bộ, và từ 21 kg cho đến là 31 kg là bé nhà mình mau kê, với giá sẽ là 125.000 đồng. Chốt mã cho em là bộ hip hop nha mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Đó, bộ hip hop giùm em, cho chị một bộ ngoài đi em ơi. Rồi lên cho em mã bộ hip hop nha. M3 là cái mũ này em ơi, mũ nó M3 nè. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Mỹ Phúc nè. Được chưa anh ơi? Rồi bộ hip hop dành cho bé trai mấy chị, rất là xịn luôn, vải có tông co giãn 4 chiều, hàng cao cấp loại 1. Rồi ok nè. Rồi chỗ nào đang? Rồi ok, cảm ơn chị Trang Đinh nè. Rồi ok, cảm ơn chị Anh Diễm nè. Em đang ngồi hơi xa màn hình, em không thấy được comment của mọi người á mọi người. Chị nào đang xem bên TikTok thì mọi người có thể là chốt đơn bên TikTok cũng được, hoặc là mọi người có thể vào cái trang fanpage của em cứ ghim cái đường link là trang nhà em là Bí Ngô Shop Chương Sĩ và Lẻ Quần Áo Chị Em, để mọi người mua hàng giúp em nha. Đó, rất là nhiều sản phẩm em sẽ like bên trang fanpage nha chị. Rồi lên cho em bộ này cho em mã đó là hip hop và kèm con nặng số điện thoại giùm em, size cho mấy chị là từ 11 kg cho đến là 18 kg giùm em, thì giá sẽ là 99.000 đồng, và từ 21 cho đến 31 kg là giá 125.000 đồng. Rất là đẹp mấy chị, chốt cho em mã hip hop nha mọi người nha. Rồi lên cho em mã bộ sẽ là hip hop kèm con nặng số điện thoại nhân ơi. Cái điện thoại em đâu anh? Rồi lên cho em mã đó là hip hop và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn nha mọi người nha. Rồi chốt đơn nhanh tay giùm em mấy chị, qua mẫu tiếp theo em ơi. Cái trang nước. Rồi lên cho mấy chị mã mà có đăng cái áo gia đình đi em ơi. Áo gia đình chị đó có đăng trong giỏ hàng bên TikTok này. Rồi ok nè.
15 của chị Phạm Hằng. Rồi ok, cảm ơn chị Phạm Hằng nè. Rồi cặp mẹ và bé trai hả chị yêu ơi? Cặp mẹ và bé trai hiện tại là em chỉ có áo gia đình mấy chị. Rồi cặp mẹ và bé trai hiện tại bên em có áo gia đình nha mọi người nha. À, quần đen, áo màu đen, quần xanh bơ hả chị? Rồi ok có luôn tình yêu ơi. Rồi đợi em xíu xíu 30 giây em sẽ lên cho mình cái mẫu đó nha mọi người nha. Rồi rất là nhiều chị đang xem bên TikTok thì mấy chị có thể là chốt đơn bên TikTok cũng được. Còn không mấy chị có thể là vô trang fanpage của em. Em đang live trực tiếp bên trang fanpage là Bí Ngô Shop Chuyên Sĩ Và Lẻ Quần Áo chị em nha. Để mọi người chốt đơn giùm em nha. Rồi lên cho em áo gia đình mấy chị rất là đẹp luôn. Và mẫu này em cũng có đăng hình bên cả bên trang Facebook và cả bên TikTok rồi. Đó rất là xịn nha mọi người nha. Và đặc biệt là màu xanh năm nay đang cực là hot trend luôn cho em luôn. Cho chị một cái móc dài em ơi. Rồi giá cho mấy chị đó là size từ 5kg cho đến khoảng là 19kg là mấy nhà mình mau ok là giá sẽ là size nhí sẽ là 82.000 đồng. Rồi size đại là từ 19kg cho đến khoảng là 33kg mấy chị, là size đại giá 92.000 đồng một cái. Và hiện tại em còn size S, size M, size L, size XL và size 2XL tương đương cho mấy chị là từ 45kg cho đến 82kg mấy chị, thì giá sẽ là 118.000 đồng mấy chị. Chốt cho em mã đó là áo và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị áo gia đình nha. Rồi tình yêu nào lấy áo gia đình, chốt cho em mã áo gia đình giùm em mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi đủ size cho mấy chị là từ 5kg cho đến 82kg, chia làm 3 giá tiền là size nhí sẽ là từ 5 cho đến 19kg là giá là 82.000, size đại là từ 19 cho đến 33kg là giá size đại 92.000 đồng một cái mấy chị. Và size cù sẽ là size M cho đến 2XL tương đương là từ 45kg cho đến 82kg mấy chị, là giá sẽ là 118.000 đồng một cái. Rồi mình chốt mã cho em đó là áo và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị áo nha. Áo này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi tình yêu nào lấy chốt đơn cho em mã áo và kèm con nặng số điện thoại, lên cho em mã áo và kèm con nặng số điện thoại giùm em. Rồi lên tiếp tục mấy chị nào mà mẹ và bé trai thì mình chốt cho em cái này nha. Vì cái này hầu như là mẹ bé trai thì chỉ mặc được cái áo thôi chị. Còn mẹ bé gái thì mình có thể mang chung bộ hoặc là set váy đồ này kia, nhưng mẹ bé trai thì chỉ có áo thôi nha mấy chị. Áo gia đình nha. Rồi tình yêu nào lấy thì lên đơn giúp em mấy chị. Rồi em qua tiếp cho mấy chị bộ đồ ngố dành cho mẹ và bé gái. Rồi bộ đây là bộ ngố dành cho mẹ và bé gái giúp em nha mấy chị yêu nha. Rồi TikTok hiện tại nó đang có nhiều mã giảm giá thì mấy chị có thể là vô. Thôi không được anh. Cái này để 44 ký trên Ngọc Anh. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã áo nha. Mẫu này là bên em bán áo gia đình thôi mấy chị. Cái này là áo gia đình giúp em, không phải là nguyên set nha mấy chị. Mẫu em đăng là áo giùm em. Đó vì mẹ và bé trai thì không có mặc chung cái quần được mấy chị, nên thành ra là bên em chỉ thiết kế cho mấy chị mẫu áo nha người nha. Hình in này không bong chóc giùm em luôn, rất là đẹp luôn. Rồi rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi ok cảm ơn chị Phạm Hằng nè. Rồi lên cho em mã áo kèm con nặng số điện thoại giùm em. Rồi lên tiếp cho em mở bán cho em cái sản phẩm tiếp theo là bộ ngố màu đen này đi anh ơi. Đấy, rồi em lên tiếp cho mấy chị bộ ngố là áo màu đen và quần màu xanh bơ nha mấy chị nha. Mẫu này là bộ ngố dành cho mẹ và bé gái. Rồi bộ ngố này dành cho mẹ và bé gái bên TikTok hiện tại nó đang có mã giảm giá mấy chị. Đó, em thấy rất là rẻ luôn nè, trời rẻ hơn ngay cả rẻ hơn giá mà em đang nhập sỉ luôn nha mọi người nha. Đó vì hiện tại bên em bán cho mọi người là giá sỉ bằng giá lẻ, nhưng mà hiện tại bên TikTok là em thấy nó có rất là nhiều cái mã. Đó thì mọi người có thể là mua bên TikTok thì nó có những cái mã đó mọi người sẽ được lợi nha mọi người nha. Đó rồi lên cho em đang để mở bán với chị. Mọi người có thể bấm vô chữ mua để mọi người đặt hàng giúp em luôn cái sản phẩm này nha chị nha. Rồi lên cho em bộ này mấy chị, chốt cho em mã là ngố đen. Rồi ngố đen này là bộ ngố dành cho mẹ và bé gái giùm em nha. Bé trai không mang được cái bộ này, bộ ngố dành cho mẹ gái. Mẹ và bé gái quần sẽ là quần legging ôm cho em như thế này. Và em có đủ size cho mấy chị đó là từ 11 cho đến là 22kg mấy chị, thì giá sẽ là 99.000 đồng một bộ. Và từ 23kg cho đến là 35kg là giá sẽ là 119.000 đồng. Áo của nó này mấy chị, áo kiểu nha mọi người nha. Đẹp chưa, rất là xuất sắc luôn. Rồi tình yêu nào lấy cái bộ này mọi người chốt đơn cho em mã đó là ngố đen và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn cho mọi người bộ ngố màu đen giúp em nha mọi người nha. Rồi ngố đen tình yêu lấy ngố đen, chốt cho em mã ngố đen kèm con nặng. À, em có để mua rồi, mọi người bấm vô chữ mua để mọi người đặt hàng giúp em cái sản phẩm này nha. Rồi ok nè. Rồi chị nào lấy áo thì mọi người cứ chốt áo giùm em, và chị nào TikTok mọi người có thể đặt hàng trên TikTok để được những cái mã giảm giá nó sẽ rẻ nha. Rồi ok nè. Rồi chốt cho em mẫu này là comment cho em mã là ngố đen, size cho mấy chị là từ 11 cho đến 22kg thì giá sẽ là 99.000 đồng, và từ 23 cho đến 35kg là giá 119.000 đồng mấy chị, bộ ngố đen dành cho mẹ và bé gái mấy chị. Rồi mẹ bé gái nha mọi người nha, nhưng hiện tại em chỉ còn size 35kg đổ lại thôi, size lớn hơn bên em tạm hết nha mấy chị. Rồi chốt mã cho em là bộ ngố đen và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha.
ngố đen giùm em mọi người, có đầm bí 8kg luôn, mọi người đợi giùm em xíu nha mấy chị. Rồi. Ngố đen 16 chị Trần Hà. Rồi ok nè. Ngố đen 16 và 27 chị Anh Duyệt. Rồi hello các cô gái đang xem bên TikTok nha mấy chị. Mấy chị có thể là theo dõi trang fanpage của nhà em để mình mua hàng cho nó nhiều sản phẩm hơn nha. Nhiều khi TikTok em không cập nhật kịp á, mọi người có thể vô trang fanpage của em là em có để cái đường link á. Rồi ok nè. Ngố đen 27 chị Huyền Hương. Rồi ok nè. Rồi em có để cái đường link đó, mọi người có thể vô trang fanpage của em để mình mua cho nó đầy đủ và nhiều sản phẩm nha. Vì hầu như sản phẩm mới là em về em đều đăng trên trang fanpage hết, TikTok nhiều khi là em không có đăng kịp mấy chị. Đó, mình có thể vô trang fanpage của em mình để mình theo dõi nha. Rồi chúc mã cho em là ngố đen và kèm con nạn số điện thoại giùm em mấy chị. Rồi em lên tiếp sản phẩm tiếp theo luôn. Rồi mở bán cho em sản phẩm tiếp theo là bộ sọc vàng luôn nha anh Nhân nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ sọc vàng dành cho bé nè. Rồi sọc vàng này là em cũng có đăng bên TikTok nè chị, nào 5-6kg là bé nhà mình đã mang ok giùm em set này rồi, rất là xịn sò và rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi yêu ơi. Rồi chốt cho em cái bộ này. Rồi để em mở bán cho anh chị cái bộ sọc vàng này nha. Sọc vàng này size từ 28kg chị Kiều, Kiều Kỳ số điện thoại 7772. Rồi ok nè. Rồi ok này, trời ơi, set này TikTok hiện tại nó đang bán cho mọi người, nó giảm giá cho mọi người rẻ hơn ngay cả giá mà em đi lấy sỉ luôn mọi người ơi, rất là rẻ luôn này. Mọi người có thể vào TikTok để mình đặt hàng luôn nha mọi người luôn nha. Đó, nó giống như Shopee vậy, lúc đầu mà nó chạy quảng cáo rồi này kia, thành ra là nó sẽ có những cái mã nha anh chị. Cái này TikTok nó tự giảm giá và tự ưu đãi cho mọi người chứ không phải là bên shop em nha. Shop em là không có. Thật sự là cái giá mà họ đang bán cho mọi người là còn rẻ hơn giá mà bé Diễm đi lấy sỉ nữa. Rồi chốt cho em cái bộ này mọi người chốt. Rồi lên cho em mã là sọc vàng mấy chị. Sọc vàng em có để cái đường link để mà bán cái sản phẩm này rồi, mọi người có thể vào đặt giúp em luôn nha. Rồi chốt cho em bộ này là sọc vàng giùm em. Đẹp chưa mọi người ơi. Bộ sọc vàng, bộ thiết kế dành cho bé gái, quần sẽ là quần rút hai bên cho em như thế này, lưng may rất là đẹp luôn. Và mẫu này áo sẽ là crop top cho em như thế này nha mọi người nha, mặc rất là cưng. Mẫu này có size cho anh chị là từ 5kg cho đến là 23kg là nhà mình mau kê mấy chị. Chốt mã cho em đó là sọc vàng kèm con nặng số điện thoại. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã đó là sọc vàng và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị bộ sọc vàng nha. Đẹp cho mấy chị yêu ơi. Rồi nhanh tay giúp em mã sọc vàng đủ size cho mấy chị là từ 5kg cho đến 23kg. Rồi ok nè. Rồi ok giùm Nguyễn Tâm nè. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã sọc vàng kèm con nặng xuống thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị bộ sọc vàng giùm em size mấy chị là từ 5kg cho đến 23kg là vậy nhà mình mau kê mấy chị. Và giá bán sẽ là 99.000 đồng một bộ. Đó, tình yêu nào lấy chốt đơn nhanh tay cho em mã là sọc vàng kèm con nặng xuống thoại. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Đẹp quá mấy tình yêu ơi. Rồi. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi nhanh tay cho em mã cho em đó là sọc vàng và kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị set sọc vàng nha. Size từ 5 cho đến 23kg mấy chị, em còn vài set cuối cùng, tình yêu nào vừa ký thì lên đơn nhanh tay cho em mã đó là sọc vàng kèm con nặng. Rồi trang bán hàng của em hiện tại sẽ là trang Bí Ngô Shop chuyên sĩ và lẻ quần áo trẻ em nha. Cảm ơn em ơi. Rồi chốt cho em mã là sọc vàng kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị set sọc vàng nha mọi người nha. Sọc vàng 17kg chị Trần Hà. Sọc vàng 15kg chị Nguyễn Phương. Sọc vàng 23kg chị Hương Nga. Rồi lên tiếp cho em mấy chị. Rồi ok nè. Rồi sọc vàng vàng kèm cho em ký bé nha. Rồi ok nè. Rồi. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi qua mẫu tiếp theo mấy chị, lên cho chị sản phẩm tiếp theo đi mơi, một mẫu dành cho bé trai đi em. Cho chị cái mẫu nào dành cho biết mẫu bộ túi mới về đi, còn mấy bộ đó sau đó là cho chị bộ thể thao nha. Cái đây để ấy một cái đây đồ. Rồi chấm chấm bài tương tác giùm em nha, xong cho chị cái bộ kia trước đi. Rồi ok nè. Rồi ok nè. Rồi ok chị Lan Anh Đặng nè. Rồi chấm chấm bài, chia sẻ bài viết giùm em nha. Tình yêu nào chưa theo dõi trên fanpage cho em ngay một nút theo dõi nha mấy chị. Cho em ngay một nút theo dõi để mà nhiều khi bên em livestream rồi này kia. Nói chung là bên em chủ yếu là chốt hàng trên livestream, mấy chị cố gắng là vào livestream để mình đặt hàng giúp em nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái bộ đồ rất là đẹp luôn nè mọi người. Chốt cho em mã là túi hộp.
Rồi lên đơn cho em mã là túi hộp, sau đó là nối cho chị một bộ thể thao luôn nha em nha. Mẫu nào còn số lượng giúp chị luôn. Rồi chốt đơn cho em mẫu này là mã cho em đó là túi hộp và kèm con nạng xuống thoại giùm em, nhân viên chốt đơn với chị bộ túi hộp nha. Rồi túi hộp này em có size cho mấy chị đó là từ, rồi từ 12 ký mấy chị. Rồi mẫu này từ 12 ký cho đến số 9 hả? 20 rồi từ 12 cho đến 22 ký là ok mấy chị, với giá của bộ này sẽ là 112.000 đồng một bộ. Mấy chị chốt cho em mã là túi hộp và kèm con nạng xuống thời. Rồi lên đơn cho em mã đó là túi hộp và kèm con nạng xuống thời giùm em, nhân viên chốt đơn với chị bộ túi hộp nha, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi tình yêu nào vừa ký thì lên đơn cho em mã cho em đó là túi hộp mấy chị, màu rất là đẹp luôn. Bộ này gần hết rồi, em còn vài bộ cuối cùng, em lên tranh thủ lên nhanh nè. Rồi em còn vài bộ cuối cùng, túi hộp 14 chị Ngọc Anh. Rồi ok nè, rồi lên cho em mã túi hộp nha. Túi hộp 15 ký chị Thùy Dung. Rồi ok, cảm ơn chị Thùy Dung nè. Túi hộp 17 ký chị Hoàng Thạch. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Rồi tình yêu nào lấy bộ túi hộp thì mình chốt đơn nhanh tay cho em mã đó là túi hộp và kèm con nạng số điện thoại, đẹp cho mấy chị ơi. Có con gấu ở phía sau này, màu cực trend luôn. Rồi có hai túi hộp hai bên cho em như thế này, size từ 12 cho đến 22 ký mấy chị. Rồi từ 12 cho đến 22 ký là bé nhà mình ok, giá 112.000 đồng một bộ. Rồi 112 nha mấy chị nha, chốt cho em mã túi hộp kèm con nạng. Rồi túi hộp và kèm con nạng nha. Túi hộp mình cũng kêu chị Bích Thảo. Rồi ok, cảm ơn chị Bích Thảo nè. Rồi mã mũ hồi nãy là M mấy rồi ta, M3 đúng không? Bây giờ lên mã mũ M4. Túi hộp 22 chị Nguyễn 823. Rồi lên cho em mã mũ M4 mấy chị, comment cho em mã M4 giùm em, 39.000 đồng một cái, size từ 4 cho đến 6 tuổi là mang ok. Rồi mũ này size từ 4 tuổi cho đến 6 tuổi là bé cho mình mau ok, mã mũ cho em là mã mũ M4 giùm em, giá cho mọi người là 39k. Rồi 39k nha chị nha, chốt kìa. M4 chị Ngọc Anh. Rồi mũ M4 giùm em, tiếp tục cho em mã mũ M5 mấy chị. Lên cho em mã mũ M5 giùm em, size này tương tự, size từ khoảng là 3-4 tuổi cho đến 5-6 tuổi là mau ok mấy chị, giá là 39.000 đồng, chốt kìa mã mũ M5. Rồi mọi người lên cho em mã mũ M5 nha. Rồi chị nào lấy bộ túi hộp nữa thì lên đơn cho em mã bộ túi hộp size từ 12 cho đến là 22 ký là mau kem, còn vài bộ cuối cùng mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Rồi giá cho mấy chị 112.000 đồng, hàng cao cấp nha mấy chị nha, chốt cho em mã túi hộp. Rồi comment cho em xoay cái máy quạt qua chị xíu em ơi. Rồi chốt cho em mã là túi hộp giùm em mấy chị. Rồi rồi ok, cảm ơn chị Thùy Dung, mũ M5 nè. Rồi lên tiếp cho em bộ thể thao giùm em mọi người ơi, thể thao rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, màu của nó là màu ghi đậm. Rồi màu ghi giùm em mấy chị, chốt cho em mã này là comment cho em mã đó là ghi và kèm giúp em đó là con nạng và số điện thoại giùm em. Ok. Rồi ghi và kèm giúp em đó là con nạng. Em có hai màu là màu ghi và màu đỏ mấy chị, chốt cho em hai màu luôn đi cho nó nhanh nha chị nhá. Rồi màu ghi và màu đỏ cứ size từ 10 ký đúng cho đến 23 ký đúng mấy chị, vui lòng báo đúng ký đường trường hao nha. Trường hao nó rộng nha chị. Báo đúng ký giúp em mấy chị, báo đúng ký là đem ra đáy thoải mái cho mấy chị rồi. Nó mấy chị đừng có trường hao nữa nha, trường hao nó rộng. Rồi em có cho mấy chị là màu ghi và màu đỏ giùm em, hai kiểu nó khác nhau luôn. Rồi size từ 10 ký cho đến là 23 ký mấy chị, báo ký đúng giùm em, giá sẽ là 89.000 đồng bộ. Và từ 24 ký cho đến là 39 ký là giá 99.000, lên đơn cho em mã đó là đỏ và ghi. Rồi có hai màu ghi là Adidas và đỏ cho em đó là kiểu như thế này. Rồi chốt mã cho em đó là comment cho em mã đỏ hoặc là ghi và kèm con nạng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha. Thể thao cho em nè. Rồi em có size nhí và size đại, size từ 10 ký cho đến 23 ký báo ký đúng không trừ hao, giá sẽ là 89.000 đồng. Và từ 24 ký cho đến 39 ký báo ký đúng giúp em không trừ hao, giá sẽ là 99.000 đồng. Rồi lên cho em mã ghi hoặc là đỏ kèm con nạng số điện thoại nha. Đây quần của nó này, quần sẽ có túi luôn nha mấy chị nha. Quần có túi cho em luôn, rất là đẹp luôn. Rồi tình yêu nào lấy lên đơn cho em mã là ghi hoặc là đỏ kèm con nạng số điện thoại nha mọi người. Đó, hai màu. Rồi màu ghi hoặc là màu đỏ kèm con nạng và số điện thoại giùm em để nhân viên lên đơn nha. Rồi màu ghi hoặc là màu đỏ kèm con nạng số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho mọi người. Em có hai màu nè. Rồi tình yêu nào lấy thì lên đơn nhanh tay hộ em nha mọi người nha. Rồi mọi người đợi giùm em xíu nha, đợi giùm em xíu, nhân viên bên em đang lấy hàng nha mấy chị. Rồi đợi giùm em xíu xíu 30 giây bên em sẽ lên. Rồi ok chị Ngọc Anh nè. Rồi ok nè. Rồi ok nè, em có màu đỏ và màu ghi nha mọi người nha. Em có hai màu.
Rồi đỏ màu ghi, chị nào lấy màu nào chốt cho em mà đỏ hoặc là ghi và kèm con nạ màu ghi đậm mấy chị. Cái này là không phải là màu xám, màu ghi này sang hơn màu xám rất là nhiều. Màu ghi này mình mặc nó sẽ sang và đẹp hơn màu xám rất là nhiều nha. Rồi ok này. Rồi lên cho em mã ghi hoặc là đỏ kèm con nạ số điện thoại giùm em mấy chị. Bỏ 14 cưới chị Mai Trần. Rồi ok, cảm ơn chị Mai Trần nè. Số 4 đó còn. Rồi lên cho em mã ghi hoặc là đỏ kèm con nàng số điện thoại. Rồi mọi người đợi giùm em xíu nha. Nhân viên bạn nhà em vẫn đang chốt đơn nha mấy chị. Rồi đợi giùm em xíu xíu nha. Rồi ok chị Ngọc Quyền nè. Rồi chấm chấm bài tương tác giùm em nha mọi người nha. Chấm bài tương tác giúp em mấy chị. Cưới 25 cưới chị Khánh Loan. Cưới 16 cưới chị Kim Loan Trần. Rồi ok, cảm ơn chị Kim Loan Trần nè. Rồi đỏ hoặc là ghi, chị nào lấy màu nào chốt cho em mà đỏ hoặc là ghi kèm con nàng xuống thời giúp em nha, để em lên đơn nha. Rồi em có hai màu mấy chị. Rồi cưới 17 cưới chị Trang Đinh. Rồi ok. Chị Kim Nhi đọc trên comment lại giúp em nha. Rồi. Rồi chị nào lấy màu nào chốt đơn cho em ạ. Đỏ hoặc là ghi kèm con nạn số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn nha mọi người nha. Em có hai màu là màu đỏ và màu ghi và kèm hộ em là con nạn số điện thoại giùm em. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. À, xong chưa em ơi, lấy màu giùm chị ơi. Rồi cái đầm này em lên lại nè. Hay chị đầm màu hồng đi em ơi. Màu ghi em hết xa 21 đến 23 rồi nha các chị. Rồi đầm xanh bơ mấy chị, chốt kia mã là xanh bơ và kèm con nạn số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị xanh bơ. Xa từ 11 cho đến 26 kg là bé nhà mình mau kêu mấy chị, giá là 85 000 đồng, chốt mã cho em là xanh bơ nha mọi người. Rồi comment cho em mã là xanh bơ và kèm con nạn số điện thoại giùm em. Size cho chị là từ 11 đến 26 kg màu xanh bơ, giá là 90, giá là 85 000 đồng cái, vải rất là xịn luôn. Rồi 85 000 đồng một cái nhé. Tình yêu nào vừa ký lên cho em mã là xanh bơ và kèm con nặng nè. Rồi một cái bảng màu rất là đẹp nè, bộ rút dành cho bé gái. Lên cho em mã là rút xanh mấy chị. Rồi comment cho em mã rút xanh. Rồi lên cho em bộ rút xanh mấy chị. Đây bộ rút xanh rút hai bên cho em như thế này nha mấy chị nha. Rồi chốt mã cho em là rút xanh, giá là 99 000 đồng một bộ. Size cho mấy chị là từ khoảng là 7 kg cho đến 26 kg màu kê mấy chị. Rồi size từ 7 cho đến 26 kg là bây giờ mình màu kê quần rút cho em như thế này nè. Rồi quần rút nha mọi người nha. Chốt mã cho em đó là comment cho em mã rút xanh và kèm con nạn số điện thoại. Lên cho em mã bộ là rút xanh, như mạng hơi kém đó ta. Rồi lên cho em mã rút xanh và kèm con nạn số điện thoại giùm em nha mọi người nha. Đỏ và ghi là bộ thể thao, em có size cho mấy chị là size từ 10 cho đến là 23 kg là giá 89 000 đồng và từ 24 đến 39 kg là giá 99 000 mấy chị, là bộ thể thao nha. Rồi chốt mã cho em là đỏ hoặc là ghi kèm con nạn có hai màu. Rồi ok nè. Rồi ok, sọc vàng là bộ này. Rồi. Rồi ok nè, sọc vàng là bộ này mấy chị, chốt cho em mã sọc vàng là bộ này nha. Rồi ok nè. Rồi ok, rút xanh giá 99 000 mấy chị, sọc vàng là bộ này, tình yêu nào lấy lên đi mã sọc vàng. Rồi ok. Bộ này là sọc vàng mấy chị, chốt mã cho em là sọc vàng kèm con nặng nha. Dạ bên em không có mã vàng nha chị ơi. Sọc vàng mấy chị, chốt cho em mã sọc vàng. Rồi. Rồi ok nè. Lên cho em bộ này là sọc vàng giùm em mấy chị. Bộ đây rất là đẹp luôn, em còn vài bộ thôi, giá 112 000 đồng một bộ, size từ 6 kg cho đến 23 kg mấy chị. Rồi từ 6 cho đến 23 kg là bé nhà mình mau kê, giá sẽ là 112 000 đồng, hàng may rất là đẹp luôn nha. Tình yêu nào lấy thì lên cho em mã cho em là sọc vàng kèm con nặng. Rồi lên đơn nhanh tay cho em bộ này là sọc vàng và kèm con nặng xuống thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha. Hình như mạng hơi kém không mọi người. Mạng hơi kém nhân đâu được ta. Chốt cho em mẫu này là sọc vàng kèm con nạn số điện thoại giùm em. Đây quần rút hai bên may rất là đẹp luôn. Rồi tình yêu nào lấy thì lên đơn nha. Mạng nó có hơi giật không mọi người ơi. Mọi người chị nào xem rõ hay không rõ báo giùm em với. Chị nào xem rõ hay không rõ báo giùm em với nha mọi người nha. Để em coi thử mạng có rõ có ổn định cho ta.
Rồi lên cho em mã cho em là sọc vàng kèm con nàng số điện thoại. Em ơi kêu nhân giùm chị em ơi. Mạng có kém không anh ơi? Rồi sọc vàng giùm em nha. Sọc vàng kèm con nàng số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ này là comment cho em mã rút xanh. Rút xanh này sai. Rồi ok này, rút xanh mấy chị chú cho em bộ này là rút xanh nha mọi người nhá. Comment cho em mã là rút xanh và kèm con nàng số điện thoại. Size này cho mấy chị là từ 6kg cho đến là 26kg là bé nhà mình ok mấy chị. Giá sẽ là 99.000 đồng bộ, bộ rút dành cho bé gái nhá. Rồi bộ rút dành cho bé gái giùm em. Rồi giá 99.000 mấy chị chú cho em mã rút xanh nha. Rồi mẹ comment. Còn size từ 12 cho đến 24kg nha các chị. Rồi. Lớn hơn bên em không trước hàng được nha. Rồi xanh bơ này còn size từ 12 cho đến 24kg mấy chị. Giá sẽ là 85.000 đồng, chốt mã cho em là xanh bơ. Rồi tình yêu lấy xanh bơ, chốt mã xanh bơ kèm con nặng giùm em luôn. Rồi xanh bơ và kèm con nặng của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha. Qua tiếp tục cho mấy chị là bộ ngố màu hồng mấy chị. Ngố hồng mẹ và bé gái, như hiện tại như mẹ bên em còn có 1-2 bộ gì hết hàng rồi nè. Rồi mẹ bên em chỉ còn 1-2 bộ sắp hết hàng rồi. Rồi lên cho em bộ này mấy chị, lên cho em mã bộ cho em là ngố hồng mấy chị. Rất là đẹp luôn nè, bộ ngố dành cho mẹ và bé gái. Rồi bộ ngố này là bộ ngố dành cho mẹ và bé gái nhé. Tình yêu nào lấy thì mình lên đơn cho em mã là ngố hồng. Rồi ngố hồng và kèm hộ em là con nặng của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị bộ ngố hồng nha. Rồi size cho anh chị là từ 12 cho đến 22kg thì giá sẽ là 99.000 đồng. Rồi size từ 23kg cho đến là 35kg là giá 119.000 đồng. Mẹ còn không em ơi? Rồi ok, mẹ hiện tại em còn size từ 36 cho đến 40kg, mẹ là 129.000 đồng. Và size cho mấy chị là từ khoảng là 60 cho đến 70kg giùm em thì giá sẽ là 129.000 đồng. Chốt cho em mã là ngố hồng nha. Mẹ em chị. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã ngố hồng. Cái quần đây sẽ là quần legging ôm, về mình mặc nó sẽ ôm nha mấy chị nha. Mình bao nhiêu ký mặc nó cũng ôm hết mấy chị. Vì đợt trước là em may không ôm thì mặc nó không có đẹp nên được này, em điều chỉnh lại cho mấy chị. Dáng quần mặc phải ôm. Đó, phải ôm, phải ngắn nó mới đẹp nha chị. Còn mà dài lượm thượng quá là nó không có đẹp nha, nó bị rộng nó không có đẹp mấy chị. Rồi lên cho em cái mẫu này, comment cho mã ngố hồng. Em báo là cái size là từ khoảng 12kg cho đến 22kg mấy chị. Thì giá sẽ là 99.000 đồng. Từ 23 cho đến 35kg là giá 119.000. Và mẹ hiện tại còn size từ 36 cho đến là 40kg là giá sẽ là 129. Và size từ 60 cho đến 70kg là giá 129.000 đồng. Chốt cho em mã ngố hồng. Rồi lên cho em mã bộ ngố hồng nha. Tình yêu lấy ngố hồng, chúc mã ngố hồng. Rồi ok, cảm ơn chị Thơm Trinh nè. Rồi ok nè, qua mẫu tiếp theo đi em ơi. Rồi ok nè, chúc mã ngố hồng mấy chị. Rồi ok chị, bộ sọc cầu vòng đi. Lên cho em mã là ngố hồng mấy chị. Ngố hồng kèm con nàng số điện thoại giùm em nha. Đẹp chưa mọi người mấy chị ơi. Rồi chúc mã cho em là ngố hồng. Ngố hồng và kèm con nàng, mẫu này có chiêu móc không? Chiêu đây cho chị. Ngố hồng 22 chị Lương Mụi. Rồi ok, cảm ơn chị Lương Mụi nè. Ngố hồng chị Uyên Quy Trương. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Dạ các chị đưa giùm em mã kèm ký nha các chị ơi. Rồi mã ngố hồng bên em không lấy được hàng ạ. Ngố hồng mấy chị phải ghi đúng mã thì mới có đơn. Còn mấy chị comment ngố không là không có hàng đâu nha chị. Vì mấy chị em không có biết mấy chị lấy cái nào, nhiều khi sợ lộn hàng của mọi người. Rồi trong thời gian chờ đợi thì em lên cái bộ cầu vòng này thì em sẽ lên lại cái sản phẩm mà lúc nãy là em có like rồi. Chị nào vô sau chưa chốt đơn được thì lên comment cho em mã áo mấy chị. Áo gia đình. Tâm sinh B22 chị Lương Mụi. Rồi ok nè, áo gia đình nha mấy chị. Vừa rồi em có đăng cái hình trên trang rất là đẹp luôn nè. Lấy giúp chị cái điện thoại của chị ấy để chị cho khách xem cái hình này em. Ngố hồng em hết 50kg rồi nha chị. Rồi ngố hồng hết 50kg rồi, mọi người đợi giùm em xíu nha. Rồi chốt cho em mã áo mấy chị. Comment cho em mã áo kèm con nặng số điện thoại giùm em, nhân viên radio. Size từ 5kg cho đến là 19kg thì giá áo sẽ là bao nhiêu mấy chị? 82.000 đồng. Từ 20kg cho đến là 33kg là giá 92.000. Và từ 34kg cho đến khoảng là 82kg size 34 cho đến 3kg bao nhiêu kg hết rồi. Rồi hiện tại còn size là từ 45 cho đến 82kg mấy chị là giá 118.000 đồng. Chốt cho em mã đó là áo và kèm con nặng. Rồi lên cho em mã áo nha. Đây mọi người ơi, áo vừa rồi là em có đăng cái hình đó mấy chị. Rất là đẹp luôn. Đây, đây áo này tình yêu nào lấy áo chú kia mà áo kèm con nặng. Áo sẽ là áo phom rộng giúp em nha chị. Áo này sẽ là áo phom rộng nha. Rồi tình yêu nào lấy áo thì chú kia mà áo kèm con nặng. Rồi, rồi ok nè.
Lên cho em mã áo giùm em nha, người nhà chốt cho em mã áo kèm con nạn số điện thoại giùm em nha, em lên đơn. Rồi ok nè, áo đẹp lắm đó chị ơi. Áo này là thật sự mặc rất là chất luôn nè. Rồi tình yêu nào lấy áo chốt cho em mã áo và kèm con nạn số điện thoại giúp em nha mọi người nha. Rồi áo này có size cho mọi người đó là từ bao nhiêu ký chị? Từ 5 kg cho đến 19 kg thì giá sẽ là 82.000 đồng. Rồi từ 20 kg cho đến 33 kg là giá 92.000 đồng. Và từ 45 kg cho đến 82 kg là giá 118.000 đồng. Chốt cho em mã áo kèm con nạn. Rồi lên cho em mã sẽ là áo và kèm con nạn số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị mã áo nhé. Rồi tình yêu nào lấy áo chốt mã áo kèm con nạn giúp em á chị. Rồi bộ ngố màu hồng chị nào vô sau chưa chốt đơn được thì lên lại cho em mã bộ cho em là ngố hồng nha. Rồi ok cảm ơn chị nè. Lên cho em lại cho em là bộ ngố màu hồng mấy chị, chốt cho em mã ngố hồng nè. Đấy tình yêu lấy ngố hồng chốt mã ngố hồng. Size từ 12 cho đến 22 kg là giá 99.000 đồng, từ 23 đến 35 kg là giá 119.000 và mẹ em chị còn size từ 36 cho đến 40 kg và mẹ từ 60 cho đến 70 kg giùm em là giá 129.000 đồng. Lên cho em mã bộ ngố hồng kèm con nè. Rồi ngố hồng qua tiếp cho anh chị bộ cầu vòng nè. Tình yêu là lấy bộ đây lên mã cầu vòng, em cụp cái điện thoại xuống cho chị một xíu xíu rồi nha. Lên cho em mẫu này là comment cho em mã là cầu vòng. Rồi ok. Đẹp quá chị ơi. Rồi ok nè. Rồi ok lên cho em mã bộ cầu vòng. Rồi ok cảm ơn chị nè. Lấy chị mấy cái bộ cầu vòng xuống thì để đây luôn em. Hàng có treo mẫu. Rồi chốt cho em bộ cầu vòng á chị, áo sẽ áo cánh dơi. Áo này năm nay cực hot trend luôn á chị, sắp tới sẽ may cho chị nhiều sản phẩm cái áo như thế này nha. Chốt mã cầu vòng. Rồi giá cho chị là size nhí là 95.000 đồng nè. Cầu vòng 12 chị Ngọc Anh. Rồi ok báo size bộ cầu vòng đây đưa chị. 2-3 năm ha. Rồi ok mẫu này em còn size mấy chị là từ 7 kg cho đến là 10 kg mấy chị. Từ 7 kg cho đến 10-11 kg giùm em thì giá sẽ là 99.000 đồng. Rồi size cho mấy chị là từ 33 kg cho đến là lớn nhất 50 kg, từ 33 cho đến 50 kg là giá 125.000 đồng. Chốt mã cầu vòng mấy chị. Lên cho em mã bộ cầu vòng kèm con nặng nha. Cầu vòng và kèm hộ em là con nạn số điện thoại giùm em. Rồi em còn size từ 7 cho đến 10 kg là giá 95 và em còn size cù đó là từ 33 cho đến là 50 kg giùm em là giá sẽ là 125.000 đồng nha mọi mấy chị nhá. Chốt cho em bộ cầu vòng. Quá đẹp luôn mấy chị, thật sự bộ này cháy hàng em, chỉ còn vài bộ cuối cùng. Tình yêu nào vừa ký thì chốt cho em mã cầu vòng kèm con nạn nha. Rồi cầu vòng và kèm hộ em là con nạn giùm em, nhân viên chốt đơn cho em chị bộ cầu vòng luôn. Rồi qua mẫu tiếp theo. Rồi qua mẫu tiếp theo nè, mũ nè. Mũ này còn cái chốt cho chị mà mã cho em là mã mũ M6. Rồi comment cho em mã mũ M6 này, size này từ 4 cho đến 6 tuổi mà ok, giá là cho chị là 39k. Rồi 39k chốt cho em mã là mũ là M6 chị. Comment cho em mã mũ M6 kèm con nạn số điện thoại giùm em nha. Rồi chị lấy cầu vòng chốt mã cầu vòng kèm cái bé luôn giùm em nè. Rồi lên tiếp tục mấy chị. Cầu vòng còn vài bộ cuối cùng, từ 7 cho đến 10 kg chị là giá 95.000 đồng và từ 33 cho đến là 50 kg giùm em là giá sẽ 125 nhớ chị nha. Mẹ và bé như hiện tại bé hết hàng rồi còn mấy bộ mẹ nha. Rồi lên tiếp cho chị bộ này bộ túi, comment cho em mã túi giùm em. Mũ M6 chị không ngon. Rồi ok mũ M6 39k này. Rồi lấy cho chị vài cái mũ thêm. Rồi lên cho em bộ này chốt cho em mã túi mấy chị. Rồi túi này em còn vài bộ, đợi xíu xíu 30 giây và anh em coi size thử còn size như thế nào rồi em báo mọi người nha. Bộ túi này rất là đẹp luôn, chốt mã túi giùm em. Đẹp mấy chị ơi. Túi nha. Túi này mấy chị em có treo mẫu nè. Rồi túi có treo mẫu luôn. Cầu vòng bên em còn size từ 7 kg cho đến 10 kg và size 33 cho đến 50 kg nha các chị. Rồi ok nè. Bên em hết hàng. Rồi tất cả những ký khác bên em hết hàng rồi mọi người ơi. Túi 14 chị Ngọc Anh. Rồi túi nha. Túi 16 chị Kim Loan Trần. Rồi đợi 30 giây báo giá em ơi, size như thế nào em ơi. Rồi ok size từ 11 cho đến là 20 kg mấy chị. 20 đúng không? Lớn nhất của size nhí là 20 ha. Rồi 11 cho đến 20 giá sẽ là 99 đồng và từ 21 cho đến là 31 kg là giá 125. Chốt cho em mã túi. Rồi em có size nhí là 99.000 là 20 kg đổ lại và size đại là 1. Rồi ok, cảm ơn chị Vân Tây nè. Rồi size đại là từ 21 cho đến 31 kg là giá 125. Chốt cho em mã túi nha. Túi rất là đẹp luôn mấy chị. Đây. Rồi xịn sò chưa? Rồi lên đơn nhanh tay cho em mã túi, em móc cái bộ cầu vòng này sau lưng giùm chị cái nha. Rồi lên cho em mã túi nhé. Rồi em móc ở dưới nè. Đây nè, em kẹp vô cái đây nè. Rồi chốt cho em mã túi giùm em. Chốt 17 kg chị Hoàng Phạm. Rồi ok, cảm ơn chị Hoàng Phạm nè. Móc được.
Rồi lên cho em ạ, túi giùm em với chị size từ 11 cho đến 20 kg với chị là giá 99 000 đồng và từ 21 đến 31 kg là giá 125 000 đồng. Chốt cho em ạ, túi giùm em với chị. Rồi túi kèm con nạn số điện thoại em qua mẫu tiếp tục với chị. Chấm bài tương tác giùm em nha. Rồi chấm bài tương tác giùm em cho em xin một hai lần chia sẻ nha với tình yêu nha. Rồi lên tiếp cho chị đầm hồng. Rồi rất là đẹp luôn, size với chị là từ 12 cho đến là 26 kg là bây giờ mình mau ok, giá cho mấy chị sẽ là 85 000 đồng một cái. Chốt cho em mã này là đầm hồng. Rồi lên đơn cho em mã đầm hồng kèm ký bé nha mấy chị nha. Rồi chốt mã cho em là đầm hồng mấy chị, đầm hồng kèm cho em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn. Size từ 12 cho đến 26 kg là bé nhà mình ok, 85 000 đồng một cái mấy chị yêu ơi. Rồi 85 000 đồng chốt cho em mã này là đầm hồng. Rồi lên cho em mã đầm hồng kèm ký bé nha. Rồi lên tiếp với chị bộ ngố một con chuột màu xanh này, em ơi. Đầm hồng mấy chị, chốt mã đầm hồng. Em vứt cái đó lên cho anh Nhân ơi. Rồi lên cho em mã đầm hồng nha mấy tình yêu nha, chốt mã đầm hồng kèm ký. Sai. Còn vòng không có 14 nha chị ạ. Từ 7 rồi. Đến 10 và từ 3 đến 50 thôi ạ. Rồi lên cho em mã cho em là đầm hồng mấy chị. Rồi đầm hồng kèm ký size từ 12 cho đến 26 ký mà ok, giá cho mấy chị là 85 000 đồng cái. Rồi 85 000 đồng mấy chị. Rồi cho chị bộ chuột màu xanh nè. Rồi mọi người lên đơn cho em bộ này là bộ chuột xanh. Đầm hồng 12 ký chị Thi Nguyễn. Rồi ok nè. Rồi ok, lên cho em bộ này là bộ ngố bé gái giùm em nha, không có mẹ nha chị. Bộ ngố giùm em dành cho bé gái, quần ôm legging và áo phông rồng. Rồi comment cho em mã này là chuột xanh mấy chị. Lên cho em mã đó là chuột xanh kèm ký bé nha. Đầm hồng 13 ký chị Huệ Mai. Rồi ok, chị Huệ Mai nè. Có phải đầm vàng cho em mà là đầm màu xanh luôn. Xanh bô, xanh bô. Xanh bô tình yêu ơi, cái này xanh bô. Cái này thật sự là nó pha giữa là màu xanh với màu vàng, nó giống như là màu bơ dầm vậy với chị, nên thành ra là không hẳn vàng mà cũng không hẳn là màu xanh. Đó, không hẳn là màu vàng mà cũng hẳn là màu xanh mấy chị, nó màu xanh là những cái kiểu như thế này và cái này giống như màu bơ dầm, thành ra nó là màu vàng xanh mấy chị. Đó, gọi là màu xanh bơ đang hot của năm nay nha. Rồi xanh bơ, chú kia mẹ xanh bơ giùm em luôn. Em có hai màu là hồng với xanh bơ nha mấy chị yêu nha. Có hai màu là màu hồng với màu xanh bơ, rất là đẹp luôn. Rồi bộ con chuột màu xanh xanh như thế nào em ơi? Rồi lên cho em mã chuột xanh giùm em mấy chị. Em có size mấy chị là từ 15 cho đến 20 kg mà ok, giá sẽ là 95 000 đồng. Và size dành cho mấy chị là từ 30 cho đến 36 kg mấy chị thì giá sẽ là 125 000 đồng. Bao nhiêu? Ủa? 10 000 đúng không? Rồi ok, 95 với 110. Rồi chốt cho em mã đó là chuột xanh giùm em mà mấy chị. Chốt cho em mã là chuột xanh bộ ngố dành cho bé gái, rất là đẹp luôn nè. Rồi size từ 15 cho đến 20 kg là thuộc size nhí, giá là 95 000 đồng. Và size đại em còn size là từ 30 cho đến 37 kg là size đại, giá cho mấy chị là size đại là 110 000. Chốt mã cho em đó là chuột xanh. Rồi comment cho em mã chuột xanh kèm ký bé nha. Chuột xanh giùm em mấy chị ơi. Comment cho em mã chuột xanh. 13 kg, mã hip hop 13 kg chị Thắm Huỳnh. Rồi ok nè, qua mẫu tiếp tục nè. 15 cho đến 20 là giá 95 000 đồng và 30 đến 37 kg là giá 110 ngàn. Comment cho em mã chuột xanh bộ ngố dành cho bé gái nhé. Rồi qua bầu tiếp tục bé trai em ơi. Lên cho em mã cho em là chuột xanh cho chị bộ rêu bé trai đi. Rồi ok nè. Xong rồi cho chị bộ thể thao sát nách nha. Chuột xanh giùm em với chị, chốt cho em mã là chuột xanh kèm ký bé và số điện thoại. Rồi bộ hip hop này em còn vài bộ này, tình yêu nào vô sau chưa chốt đơn được thì mấy chị lên cho em bộ này là mã hip hop giùm em. Comment cho em mã đó là hip hop và kèm con nạn số điện thoại nha. Đây bộ hip hop bé trai này. Rồi hip hop bé trai em còn vài cái này, tình yêu nào vô sau chưa chốt đơn được thì lên cho em mã hip hop nha chị. Rồi đây bộ hip hop dành cho bé trai nha mọi người nha. Giá sẽ là 99 000 đồng. Đây size từ 22 kg cho đến là 31 kg là giá sẽ là 125 000 đồng. Lên cho em mã hip hop nha mọi người nha. Chốt cho em mã hip hop. Em là em lên lấy hàng ơi, cứ để đây chị lên lấy hàng ơi. Rồi comment 30 kg chị Song Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Song Nguyễn nè. Rồi lên cho em cái mẫu đây là mẫu hip hop nha. Em còn vài bộ này size 11 đến 18 kg là giá 99 000 đồng. Và size từ 21 cho đến 31 32 kg là giá sẽ là 125 000 đồng mấy chị. Phối màu xanh này, năm nay đang hot nha mấy chị. Rồi lên cho em mã hip hop kèm con nặng nha, em còn vài bộ. Rồi qua mẫu tiếp theo luôn. Rồi bộ này bộ rêu dành cho bé trai này, nó cũng màu xanh luôn mấy chị. Chốt cho em mã rêu đi nhé, khỏi lộn nha mấy chị. Rồi rêu túi hộp dành cho bé trai.
bộ rêu túi hộp dành cho bé trai nè. Rồi ok nè, 10 cho đến số 15 hả? Rồi ok. Rồi lên cho em bộ này, comment cho em mã rêu mấy chị chốt cho em mã rêu kèm cho giúp em, đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn. Em có size cho mấy chị là từ 20. Rồi mẫu này có size mấy chị từ 21 kg cho đến là 31 32 kg chị. Từ 21 cho đến 32 kg thì giá sẽ là 100 bao nhiêu nè? 120 nghìn đồng, mấy chị là size đại. Và em có cả size cù, đó là từ 33 cho đến là 47 kg là size cù, giá 145, chốt cho em mã rêu. Rồi comment cho em mã rêu kèm cưới bé nha. Rêu giùm em mọi người, chốt mã cho em mã rêu và kèm hộ em đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ màu rêu. Size mấy chị em có size đại và size cù, size từ 21 kg đúng cho đến là 32 kg thì giá sẽ là 120 ngàn, và từ 33 kg cho đến là 47 48 kg giùm em là size cù, giá 145. Rồi lên cho em mã rêu mấy chị. Rồi ok, cảm ơn chị Chi Nguyễn đi. Rồi lên cho em bộ rêu. Rêu và kèm cái bé. Rồi có đây luôn, bộ đang cầm. Rồi ok, cảm ơn chị Vi Nguyễn nè. Rồi comment cho em mã rêu kèm cái bé nha. Rồi ok, rêu 45 kg nè. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi ok, cảm ơn chị Thơm Đinh nè. Rồi chị nào lấy thì lên đơn cho giúp em bộ rêu nha mọi người nha. Rêu kèm cái bé nha. Rêu và kèm hộ em đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn với chị. Rồi mũ giùm em cho em mã mũ M7. Rồi lên cho em mã mũ M7 giùm em, size từ 3 cho đến 5 tuổi. Từ 3 cho đến 5 tuổi mấy chị, giá là 39.000 đồng một cái, chốt cho em mã mũ M7. Comment cho em mã mũ M7 kèm ký bé nhé. Rồi chị lấy bộ rêu thì comment cho em mã rêu kèm ký luôn giùm em. Rồi rêu này mấy chị em còn vài bộ cuối cùng, size từ 21 cho đến 32 kg thì giá sẽ là xong em hết 25 kg rồi chị ơi. Rồi rồi lên cho em mã rêu giùm em, size từ 21 đến 32 kg là giá 120 000 đồng, và size từ 30. Rồi size từ 30 mấy kg nè. Rồi em lấy ní cái này xíu nha cho mấy chị thấy nha. Rồi. Rồi ok, mũ M7 này ok chị nè. Rồi size từ 33 cho đến là 47 kg 48 kg giùm em là giá 145.000 đồng, mấy chị chốt cho em mã rêu nha mấy chị nhá. Comment cho em mã rêu kèm cái bé này. Rồi em quay cho chị bộ ngố này, chị nào 25 kg lấy qua cho em bộ ngố này nha mấy chị, cho bộ ngố chuột xanh lúc nãy bên em hết hàng rồi á. Hả? Rồi M7 còn nè. Rồi mũ M7 còn nè. Rồi lên cho em bộ này là comment cho em mã ngố cam mấy chị. Lên cho em mã bộ này là ngố cam nha mọi người nha. Chốt mã cho em là ngố cam nha. Ngố cam và kèm hộ em đó là cưới của bé, và số điện thoại. Rồi ok, cảm ơn chị Nương Lê nè. Lên cho em mã bộ ngố cam. Đó, chị nào 25 kg lấy qua cho em bộ này, rất là đẹp luôn, hàng mới về nên có đủ size nha mấy chị. Rồi size từ 12 cho đến 22 kg là giá sẽ là 99.000 đồng. Từ 23 cho đến 35 kg là giá 119.000 mấy chị, 99.000 size nhí, 119.000 đồng size đại. Rồi lên cho em mã bộ ngố cam. Đây em có ngố màu cam, ngố màu hồng, ngố màu đen, ngố màu xanh, mấy chị lấy cái nào chốt nha. Đây, màu hồng màu đen. Đấy mấy chị mua đủ 2-3 bộ mà mấy mẫu mới về nó có size nha mấy chị. Rồi ok nè, chốt cho em mã ngố cam. Rồi tình yêu là lấy ngố màu cam, chốt cho em mã ngố cam kèm cái bé nha. Đấy ngố cam và kèm hộ em đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn với chị bộ ngố cam. Size từ 12 cho đến 22 kg đúng với chị là giá sẽ là 8, giá là 99.000, và từ 23 kg cho đến là 35 kg. Rồi là giá 119.000 đồng, chốt cho em mã ngố cam nha tình yêu nha. Ngố cam 13 kg chị Huệ Mai. Rồi ok, cảm ơn chị Huệ Mai nè. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi mình kêu giùm em ngố hồng kèm ký nha chị. Rồi ngố hồng luôn, tình yêu lấy ngố hồng, comment mã ngố hồng kèm ký bé luôn. Ngố cam 30 kg chị Song Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Song Nguyễn nè. Ngố cam 16 kg chị Trinh Ngọc. Rồi ok nè, rồi màu hồng luôn mấy tình yêu ơi, chúc mạng ngố hồng. Và đặc biệt là đừng quên chốt cái áo gia đình rất là siêu phẩm nha em luôn mấy chị. Rất là siêu phẩm luôn, tình yêu nào lấy áo gia đình thì chốt cho em mã áo kim ký nha. Đây em cho mọi người xem cái hình này, mặc nó chót lắm mọi người ơi. Đây. Đấy, rất là đẹp nha mấy chị nha, cái này khách nhà em mang nha. Đẹp lắm mấy chị. Đấy. Áo gia đình nha mấy chị. Vậy chị Thơm Đinh ơi, mẹ chị 15 kg hay sao chị ơi? Ngố cam mẹ cho bé 15 kg hả chị? Làm sao được ta?
Rồi ngố cam 15kg thì comment 15kg thôi mấy chị, chứ mẹ thì mấy chị phải comment mẹ, thì em có sai mấy chị comment ký mẹ thôi nha. Ngố cam 17kg chị tròn bích như. Đây áo gia đình nè mấy chị, comment mã áo lên cho em mã áo nha, áo gia đình giùm em nha mọi người. Đấy, tình yêu nào lấy màu cam màu hồng, chị nào lấy màu nào cưới chị mà cưới màu. Rồi đây áo gia đình đây. Rồi ok nè, áo phông rộng nha chị, mặc rất là đẹp luôn nè. Rồi lên chi mã áo giùm em. Size từ 5kg cho đến 19kg là giá sẽ là 82.000 đồng. Size từ 20 cho đến là 30 20 cho đến 30 33 30 34kg chị thì giá sẽ là 92.000, và size cổ size mẹ. Size mẹ em còn size M cho đến 2L, tương đương từ 45 cho đến 82kg nha chị nha, mẹ và bé cả gia đình mình mang luôn. Áo này là em may cho cả là size của người lớn nữa, size của đàn ông rồi luôn nha mấy chị nha, đủ size luôn. Là size từ 5kg cho đến 82kg giùm em, chia làm 3 giá tiền là size nhí là từ 5 cho đến là 18kg là giá sẽ là 82.000. Size đại là từ 19 cho đến 34kg là size đại, giá là 92.000 đồng. Và size cù hiện tại còn size là từ 45 cho đến là 82kg mấy chị, giá 118.000 đồng chút kia mà áo kèm ký. Rồi ok, qua mẫu tiếp tục là bộ ngố màu xanh luôn mấy chị, bộ ngố mẹ và bé gái. Rồi ngố xanh mấy chị chốt kia mã bộ ngố xanh kèm ký bé nha. Ngố xanh và kèm hộ em đó là ký của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn. Bộ ngố dành cho mẹ và bé gái, quần xẻ quần ôm legging. Đó, và áo phông rộng giúp em, bộ này mặc rất là trẻ trung và rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi size cho mọi người là từ 11kg cho đến 22kg là giá sẽ là 99.000 đồng. Từ 23 cho đến 35kg là giá 119.000. Và size của mẹ, mẫu này thì em còn size mẹ nè. Mẹ là từ 36kg cho đến là 70kg mà ok, mẹ có giá 129.000 đồng chốt cho em, mã bộ là ngố xanh. Rồi tình yêu lấy bộ ngố xanh chốt cho em, mã ngố xanh kèm ký nha mấy chị nha. Rồi ngố xanh và kèm hộ em đó là ký của bé nha. Rồi ok này. Rồi ok này. Rồi. Rồi qua mẫu tiếp tục mấy chị chốt cho em, mã bộ là ngố xanh giùm em. Comment cho em mã bộ là ngố xanh và kèm hộ em đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ ngố xanh nha. Tình yêu lấy ngố xanh chốt mã ngố xanh, nó đẹp luôn. Rồi qua mẫu tiếp theo cho mấy chị là bộ thể thao vàng. Lên cho em mã là thể thao vàng, size như thế nào nè em ơi? Rồi thể thao vàng. Rồi comment cho em mã thể thao vàng, size cho mấy chị là từ 10 cho đến là 16kg mấy chị. Rồi từ 10 cho đến 17kg là mau kê giùm em, giá sẽ là 89.000 đồng. Size từ 24 cho đến 39kg là giá sẽ là 99.000 đồng. Và size từ 40 cho đến là 78kg là giá 120. Chúc em mã thể thao vàng. Rồi lên cho em mã bộ. Rồi. Rồi. Lên cho em mã thể thao vàng. Rồi comment cho mẹ thể thao vàng nha, tình yêu là lấy thể thao vàng mấy chị chú kia, mẹ thể thao vàng giùm em. Size từ 10 cho đến 17 kg. Rồi ok nè. Thể thao vàng 16 chị Vân Tây. Rồi ok, quay mẫu tiếp tục đi em ơi. Ở gia đình 11, 21, 67 kg. Chị dạ. Rồi ok, mã mũ cho em tiếp theo đó là mã mũ M8. Rồi lên cho em mã mũ M8 giùm em mấy chị, giá là 39k mấy chị chốt cho em mã mũ cho em là mã mũ M8 nha, 39.000. Giải quyết đơn hàng qua Zalo giúp em nha. Rồi lên cho em mã mũ M8 giùm em mấy chị chốt cho em mã M8 kèm con nặng. Zalo giải quyết đơn hàng có để trên ảnh bìa á. Mấy chị còn vấn đề gì cứ nhắn tin qua Zalo giải quyết đơn hàng giùm em nhớ chị nha. Tầm chiều tối là sẽ có người giải quyết cho mấy chị nha mấy chị. Đó. Rồi lên cho em mã mũ M8 giùm em 39k, size này từ 3 cho đến 5 tuổi là bé mau kê mấy chị, giá là 39.000 đồng chốt cho em mã mũ M8. Rồi comment cho em mã mũ M8 giùm em. 11, 16, 16, chị Thủy Đỗ. Rồi ok, qua mẫu tiếp tục em ơi. 78 chị Nguyễn Thúy. Rồi ok này. Rồi ok này. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha, chấm bài tương tác giùm em mọi người ơi. Rồi lên cho em cái tiếp theo cho em một cái đầm về kèm cho em cái tuban này mấy chị chốt cho em mã đầm này, comment cho em mã V bao nhiêu mấy chị, V1 đi. Comment cho em mã V1 kèm giúp em đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn mấy chị mã đầm V1. Size cho mấy chị là từ 11kg nè. Rồi size cho mấy chị là từ 11kg cho đến là 10, size lớn nhất rồi em. Rồi 11 cho đến là 10, 15kg mà ok mấy chị. Rồi từ 11 cho đến 15kg ok giùm em, cái đầm rất là nhẹ nhàng, mặc nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Kèm cho mình cái tuban rất là xịn xò cho em như thế này nè. Rồi giá cho mấy chị là 89.000 đồng cái, chốt cho em mã đầm V1. Rồi comment nhanh tay cho em mã đầm đó là V1 và kèm giúp em đó là cưới của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị mã đầm V1 nha. Đẹp chưa mấy chị ơi, size từ 11 cho đến 15kg là bé nhà mình mau kê. Giá lên cho mấy chị là 89.000 đồng cái, chốt cho em mã đầm V1. Rồi comment cho em mã đầm V1 kèm cái bé.
Mẫu ma 8 thì rồi, sao ok nè. Ở gia đình 55 triệu Huỳnh Thảo. Rồi ok mẫu nè. 17 triệu Thủy Tuệ. Rồi ok nè. Đây đây đưa chị em lấy cái bộ bé trai đi. À, bộ con vịt tiếp này, con vịt nữa. Con 1.2 cái thịt hình quả. Con vịt màu hồng á. Rồi xong tiếp rồi cho chị bộ bé trai luôn đi em. Rồi mũ lính giùm em mấy chị comment cho em mã lính nè, lính này tặng cho mấy chị 25.000 cả đi. Lính 25.000 nha chị nha, chốt kia mã lính giùm em luôn đi, cái này tặng cho chị 25.000. Lên cho em mã lính kèm giúp em đó là tuổi của bé nha, cái mũ này chắc tầm 4 cho đến không, cái này tầm 5 6 7 tuổi nè. 5 cho đến 7 tuổi là mang ok mấy chị. Rồi lính 25.000 cái chốt mã lính luôn. Lính 25.000. Rồi mã đầm chi, mã đầm V1 thì được biển. Rồi ok. V1 kèm ký nha. Rồi V1 là không chốt hàng được ạ. V1 kèm ký bé nha. Rồi V1 giùm em mấy chị kèm cho giúp em, đó là ký của bé size từ 11 đến 15 ký mấy chị ơi. Giá là 89.000 đồng cái đầm, rất là nhẹ nhàng tiểu thư luôn. Rồi lên cho em mã đầm V1 kèm cái turban. Rồi chốt kia mã đầm V1. Rồi ok chị Thi Nguyễn đi. Rồi thể thao xanh luôn mấy chị, chốt cho em mẫu này mấy chị, chốt cho em mã thể thao xanh. Comment cho em mã xanh cũng được mấy chị. Lên cho em mã xanh kèm giúp em, đó là cưới của bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ thể thao màu xanh nha. Rồi để em coi size nha, thể thao màu xanh và thể thao màu vàng. Ai lấy màu nào chốt cho em mã thể thao xanh hoặc là thể thao vàng kèm ký nha chị. Cái chị Kim Hoa. Rồi ok vậy Kim Hoa nè. Rồi lên cho em bộ này comment cho mã thể thao xanh hoặc là thể thao vàng kèm giúp em, đó là cưới của bé. Màu xanh hiện tại còn xa từ 10 kg cho đến là 15 kg mấy chị. Rồi từ 10 cho đến 15 kg thì giá của bộ này sẽ là 89.000 đồng. Từ 24 kg cho đến 39 kg là giá 99.000, và từ 40 kg cho đến là 78 kg mấy chị là giá 120.000. Chốt cho em mã đó là thể thao xanh kèm giúp em, đó là cưới của bé, số điện thoại em có hai màu là màu xanh và màu vàng. Rồi chị nào lấy thể thao màu nào chốt cho em mã thể thao kèm màu kèm ký nha. Rồi lên đơn cho em mã thể thao kèm màu kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ thể thao kèm màu. Rồi qua tiếp với chị bộ con vịt đi em ơi. Ủa con vịt nó còn có bộ hả? Rồi ok cảm ơn chị Thu Lê nè. Rồi bộ ngố màu đen mấy chị, chốt kem mã ngố đen. Rồi ok nè. Ngố đen giùm em nha người nha, chốt kem mã ngố đen. Size từ 10. Rồi ok nè. Ui cái bộ ngố đen với cái bộ này nó gần gần giống nè. Đấy, cái chị nào mà mua cặp cho hai chị em mua hai cái bộ này nó gần giống nhau nè mấy chị. Đây đây. Đấy. Với cái bộ em đang cầm đây mấy chị, chốt cho em bộ này là mã hip hop. Bé trai là mã hip hop và bộ em đang cầm là bộ ngố màu đen. Size từ 12 cho đến 22 kg là giá 99.000 đồng, và từ 23 cho đến 35 kg là giá 119.000. Chốt cho em mã ngố đen nha. Đấy hai cái mẫu này em thấy nó gần gần giống nhau, mấy chị có thể mua cho cặp hai anh em, hai chị em mang mà đi chơi đi đồ cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi hip hop giùm em, hip hop còn vài bộ, chốt cho em mã hip hop nha. Rồi hip hop giùm em, tình yêu là lấy hip hop thì chốt mã hip hop, và chị nào lấy ngố màu đen thì chốt cho em mã ngố đen giùm em luôn nha. Đây bộ ngố màu đen là bộ dành cho bé gái và bộ hip hop là dành cho bé trai. Rồi màu đen này có size với chị là từ 12 cho đến 22 kg là giá sẽ là 99.000, và từ 23 cho đến 35 kg là giá 119.000 giúp em. Chốt cho em mã bộ này là ngố đen. Rồi lên đơn cho em mã bộ là ngố đen kèm ký bé, số điện thoại giùm em nha. Đây mấy chị bộ ngố màu đen. Rồi qua mẫu tiếp theo. Lên cho mấy chị cái bộ của đây. Mẫu này còn có bộ hả ta, hết hàng rồi. Size 14 15 kg mà cái này tầm 15 16 kg ok mấy chị. Vịt hồng. Lên cho em mã vịt hồng. Rồi. Chốt cho em mã vịt hồng mấy chị. 89.000 một bộ. Rồi vịt hồng giùm em 89k, chốt cho em mã vịt hồng giùm em nè. Rồi size tầm 15 16 kg ok. Size cho bé nào tầm 15 16 kg là bé nhà mình mà ok nha. 89.000. Chốt cho em mã vịt hồng. Rồi lên đơn cho em mã vịt hồng, hàng phối rất đẹp luôn. Rồi vịt hồng là 15 16 kg, chốt mã vịt hồng mấy chị. Rồi qua mẫu tiếp theo này, ui cha một cái mũ rất là màu nè. M9 giùm em mấy chị, chốt mã M9. Lên cho em mã mũ M9, mũ này size cho mấy chị là tầm khoảng là từ 3 cho đến 5 tuổi ok, chốt mã mũ M9 giá là 39.000 cái.
Rồi 39k nha, tình yêu nào lấy mũ M9 chốt cho em ạ, mũ M9 hay sang đẹp cho mấy chị ơi, 39.000 đồng. Lên cho em ạ mũ M9 nha mọi người. Comment cho em ạ mũ M9 với chị bộ top màu đen đó luôn em. Rồi bộ màu vàng tiếp theo đó luôn đi. Cái nào không được nhanh tay lên chị. Rồi lên cho em mã mũ M9 nha mấy chị nha. Mũ M9 này tình yêu lấy mũ M9 chốt mã mũ M9 kèm ký bé nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo, bộ này mấy chị comment cho em mã đó là bộ đen đi mấy chị. Comment cho em mã là bộ đen. Rồi comment nhanh tay cho em bộ này đó là mã cho em là bộ đen kèm ký bé. Mũ M9 thì có hợp đi. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã bộ đen kèm em túi hợp hai bên cho em như thế này, giá là bao nhiêu này? 99.000 đúng không? 99.000 bộ size này từ 13 ký nè. Rồi em có sai là số 3 với số 6 rồi bao nhiêu nữa? Số 3 với số 6 rồi 15. Rồi lên cho em mã bộ đen giùm em mấy chị, em có sai là 13, 14, 16, 17 ký giùm em là giá 99.000. Rồi sai cho mấy chị là 23, 24 ký giùm em nè. Là giá bao nhiêu, sai là bao nhiêu em? 125.000. Rồi lên cho em mã bộ đen kèm ký này, sai 13, 14 ký. Với lại là size 16, 17 ký giùm em là giá 99.000 đồng. Size 23, 24 ký là giá 125. Lên cho em mã bộ đen mấy chị. Rồi comment cho em mã là bộ đen kèm ký bé số thoại giùm em nhân viên chút đó chị. Bộ màu đen nha, tình yêu lấy bộ đen chút mã bộ đen. Rồi bộ đen kèm ký này cho chị cái mũ con phấn kia ở trong cái gì đó, cho nail gì đó. Rồi tiếp theo mấy chị, trời ơi đẹp chưa mấy chị ơi. Lên cho em mã mũ M10. Rồi 39k size từ khoảng là 3 cho đến 5, 6 tuổi là mà ok. Chốt cho em mã mũ M10 mấy chị. M10 giùm em 39.000 đồng. Tình yêu nào lấy M10 chút mã mũ M10. Tiếp tục đi em ơi. M10 kèm ký số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn cho chị mã mũ M10 nha. 39.000 đồng. Lên cho em mã mũ M10. Rồi tiếp tục cho em bộ này sát nách vàng. Comment cho em mã bộ sát nách vàng mấy chị. Dòng cao cấp luôn nè, rất là đẹp luôn nè. Rồi. Rồi M10 luôn nè. Chốt cho em. M10 em hết ạ. Lên cho em cái này sát nách vàng mấy chị. Comment nhanh tay cho em mã sát nách vàng kèm ký nữa. Rồi giá cho mấy chị là 95.000 đồng một bộ, hàng cao cấp nha. Size cho mấy chị là từ khoảng 11 ký. 11 cho đến 20 ký ok giùm em. Chốt cho em ngay và liền giùm em bộ sát nách màu vàng này, rất là đẹp luôn. Rồi lên đơn cho em bộ này là sát nách vàng kèm hộ em đó là ký của bé xuống thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ sát nách màu vàng nha. Rồi tình yêu nào lấy thì lên cho em bộ này là sát nách vàng và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại. Rồi size cho mấy chị là từ 11 đến 20 ký. Thế nó 17 chị thử chỗ. Rồi ok nè, 11 đến 20 ký ok, giá là 95.000 đồng bộ. Rồi tiếp theo cho em nhện nè, M11 mấy chị. M11 giùm em nha mấy chị nha, 39k. Trời ơi đẹp quá, hôm bé nào mà thích nhện lấy giùm em cái mũ này. M11. Rồi M11 giùm em nha mấy chị nha, comment ngay vào liền giúp em mã mũ M11 39k. Rồi lên tiếp cho chị mã đầm V2. Rồi mã đầm cho em là mã đầm V2 mấy chị. Từ bộ đen đó em ơi. Có luôn. Bộ đen 16 chị Du Ly Trần. Rồi ok nè. M11 chị Cúc Hòa My. Rồi M11 là cái mũ này, M11 còn cái nha. Rồi M11 còn một cái luôn nè, 39k. Rồi M11 em còn một cái nữa mấy chị. Rồi lên cho em mã đầm này là V2 mấy chị ơi, size từ 11 đến 15 ký ok, 89.000 đồng. Em có một cái em vứt ra luôn, em không có báo chị chi. Rồi ok. Lên cho em mã đầm đó là V2. Rồi ok này, chốt cho em mã đầm V2 mấy chị, size từ 11 cho đến 15 ký là giá sẽ là 89.000 đồng. Và em có cả size đại đó là từ 16 cho đến 20 ký mà ok là size đại giá 99.000. Chốt cho em mã đầm đó là V2 nha. Tình yêu lấy V2 chút mã V2. Đây kèm cho một cái tuban, màu của nó rất là đẹp luôn nè. Rồi tình yêu lấy màu đẹp lắm mấy chị ơi, ở ngoài màu rất là đẹp luôn. Rồi tình yêu lấy màu em hết à. Rồi ok. Rồi M13 luôn mấy chị ơi. M13 cái mũ này đội vô rất là công tử luôn này. Lên cho em mã mũ đó là M12. Chốt cho em mã mũ M12 giùm em nha, giá là 39.000 đồng một cái. Lên cho em mã mũ M12 nha, 39.000 rất là rẻ. Rồi V2 giùm em 11 cho đến 15 kg là giá 89.000 đồng và 16 đến 20 kg là giá 99.000. Lên cho em mã đầm đó là V2 giùm em nha mọi người nha. Chốt mã cho em là mã đầm V2. Rồi tình yêu lấy V2, chốt mã V2 kèm ký đi. V2 và kèm một em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em. Rồi bộ gấu đi em ơi. Em lấy cái màu nó đừng có giống nhau Giang ơi, nó lộn quá em. M12 chốt chị Huệ Mai. Rồi ok, cảm ơn chị Huệ Mai nè. M12 em hết ạ. Rồi cái này cũng đẹp nè mấy chị ơi. M13 mấy chị chốt cho em ạ mũ M13.
comment cho em mã mũ M13 kèm ký bé số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn với chị mã mũ giúp em, đó là mã mũ M13 giùm em 39.000 đồng lên cho em mã mũ M13 size này tầm 3 cho đến 5 tuổi ok. Rồi lên cho em sáng nút vàng bộ đó á. Rồi M13 giùm em nha mọi người nha, chốt cho em mã mũ M13 này. Rồi ok, qua mẫu tiếp tục bộ con vịt màu xanh đi em ơi. Comment cho em mã một bả bộ giúp em, đó là vịt xanh. Vịt xanh này em còn vài bộ cuối cùng mấy chị chốt cho em mã vịt xanh nha, sắp hết hàng rồi mọi người. Đợi em xíu xíu nhân viên em coi size nha. Rồi đợi em xíu xíu 30 giây bên em coi size xíu nha mấy chị nha. Rồi mã mũ này là mã mũ M13 mấy chị. M13 em có một cái thôi, giá là 39k mấy chị chốt cho em mã mũ là M13 giúp em. M13 và kèm hỏi em đó là con nặng số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn nha. Rồi 3 4 6 7 8 đúng không? Rồi ok nè. Rồi ok, lên cho em cái bộ này mấy chị, em có size cho mấy chị đó là rồi size từ 8 kg. Size từ 8 cho đến 17 kg là mau ok mấy chị. Rồi cho chị một bộ ở ngoài em ơi. Từ 8 cho đến 17 kg là giá 95.000 đồng mấy chị chốt cho em ạ, vịt xanh nha mấy chị. Vịt xanh kèm ký bé số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn, em có size từ 8 cho đến là 17 kg là giá 95.000 đồng. Rồi tiếp theo nè. Rồi ok, size 14 là size đại là giá 115.000 đồng, là size từ 28 cho đến 31 kg là giá 115. Và em có size là từ 33 kg cho đến là rồi cho đến 44 kg là giá 125.000 đồng mấy chị chốt cho em mã vịt xanh nha mấy chị nha. Comment cho em mã vịt xanh kèm ký nhé. Vịt xanh này em báo là cái xăm và size cùi sẽ là từ 33 cho đến là 44 kg là giá 125.000 đồng mấy chị chốt cho em mã vịt xanh kèm ký nha. Màu phối cực kỳ đẹp luôn. Rồi tình yêu nào lấy vịt màu xanh chốt mã cho em là vịt xanh kèm ký nhé. Vịt xanh và kèm của em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn nhé chị, bộ vịt màu xanh này. Đấy, đẹp chưa mấy chị ơi. Rồi chốt mã vịt xanh kèm ký nha. Vịt xanh kèm ký bé nha mấy chị. Rồi vịt xanh và kèm của em đó là ký của bé giùm em. Em qua mẫu tiếp theo. Vịt xanh 28 thì vô tô. Rồi ok nè, bộ xuất hàng mấy chị. Rồi siêu nhân đỏ mấy chị chốt cho em mã siêu nhân nha mấy chị. Lên cho em bộ này là comment cho em mã siêu nhân nè. Rồi tình yêu nào lấy siêu nhân chốt mã siêu nhân kèm ký bé. Rồi siêu nhân và kèm của em đó là ký của bé số điện thoại giùm em. Em có size cho mấy chị là từ 8 ký cho đến là 15 ký thì giá sẽ là 59.000 đồng. Và size từ 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 chốt kem mã siêu nhân. Vịt xanh 38 chị Trang Đinh. Rồi ok, cảm ơn chị Trang Đinh nè. Rồi lên cho em mẫu này là comment cho em mã siêu nhân mấy chị. Rồi lên cho em mã siêu nhân nha, size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000 và size từ 16 đến 20 kg là giá 69.000 mấy chị, bộ xuất hàng Quảng Châu nha mấy chị. Rồi bộ xuất hàng giùm em, tình yêu nào lấy thì lên đơn cho em bộ này là comment cho em mã siêu nhân. Rồi ai lấy siêu nhân chốt mã siêu nhân giúp em nha. Siêu nhân giùm em mấy chị. Siêu nhân 12 chị Duyên Khang Trần. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã siêu nhân. Sao xa nhí hai, thấy có mấy bộ xa trúng trọng à. Rồi lên cho em mã siêu nhân mấy chị. Siêu nhân kèm ký bỉ nha. Siêu nhân 13 chị Thùy Dung. Rồi cho chị một bộ. Siêu nhân 18 chị Trang Đinh. Chuột màu vàng hả em. Rồi comment cho em mã siêu nhân kèm ký bỉ số điện thoại giùm em mấy chị. Size từ 8 cho đến 10 mấy ký này, 15 ký là giá 59.000 đồng. Size 16 20 ký là giá 69.000. Còn vài bộ lĩ size mấy chị chốt cho em mã siêu nhân. Rồi comment cho em mã siêu nhân kèm ký nha mấy chị nha. Lên cho em mã đó là siêu nhân và kèm mọi em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn mấy chị. Ui chỗ này còn mấy cái đây này cũng hồng hồng còn nè em ơi. Rồi lên cho mấy chị bộ con gì đây, con sư tử mấy chị. Xem mấy chị 52.000 đồng chốt cho em mã đó là B1. Comment cho em mã B1 nha mọi người nha, chốt mã B1 size từ 6 ký nè. Từ 6 kg cho đến 15 kg mà ok mấy chị, chốt mã cho em là mã B1 52.000.
Rồi lên đơn cho em mã bộ đầu tiên là mã B1 giúp em. Giá sale mấy chị 52.000 đồng bộ, size từ 6kg cho đến là 15kg ok. Rồi 52.000 đồng bộ mặt mát nha mấy chị nha. Mùa này rất là nóng luôn mấy chị, mặc cái này rất ok, vải cực kỳ thấm hút mồ hôi, vải mát cực kỳ nha. Rồi chốt cho em mẫu này là comment cho em mã đó là B1. Rồi B1 nha mọi người nha, comment cho em mã B1 kèm ký. Rồi B1 và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn mấy chị. Mã đầu tiên cho em là mã B1 nha. Rồi mũ này comment cho em mã M14 mấy chị. Size này từ 3 tuổi cho đến khoảng 5-6 tuổi mà ok. Mã mũ M14 giá cho mấy chị là 39k. Chốt đơn cho em mã mũ là M14 nha mấy chị nha, rất là sang luôn nè. Mũ M14 giá 39.000 đồng. Rồi lên cho em bộ này là mã B1, size từ 6 cho đến 15kg ok, giá là 39.000 đồng. Chốt mã cho em là mã B1. Rồi B1 kèm ký bé số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ đầu tiên là mã B1 nha. Rồi B1 giùm em. Rồi ok chị Vivi nè. Rồi bộ này con thỏ màu tím. Rồi lên cho em mã thỏ tím giùm em mấy chị ơi. Bao nhiêu 59.000 đồng bộ, chốt mã thỏ tím size từ 8 cho đến 10kg mấy chị ơi. Size từ 8 cho đến 10kg, em còn hai bộ cuối cùng, chốt cho em mã thỏ tím 59.000. Rồi thỏ tím giùm em 59k. Chốt mã cho em mã thỏ tím nha, bộ xuất hàng. Rồi thỏ tím size từ 8 cho đến 10kg 59.000 bộ. Rồi comment lên đơn cho em mã thỏ tím kèm ký bé nha mọi người. Thỏ tím và kèm hộ em đó là ký của bé cho chị bộ con kia đem ơi. Rồi qua mẫu tiếp theo. Bộ này size như thế nào nè? Rồi lên cho em bộ này là con chuột màu vàng bộ ngố nè mấy chị ơi. Chốt cho em mã chuột vàng. Em có size cho mấy chị là từ 30 cho đến là 34. Rồi 30. Rồi ok nè. Rồi em có size mấy chị là từ 28 cho đến 34kg mấy chị, là giá sẽ là 99.000 đồng một bộ. Và size từ 35 cho đến là 50kg mà ok, là giá 120. Lên cho em bộ này là chuột vàng mấy chị. Bộ ngố dành cho mẹ và bé nha, nhưng mà bé em chỉ còn bé size đại thôi. Từ 28kg cho đến là 34kg thì giá sẽ là 99.000 đồng. Và từ 35kg cho đến 50kg là giá sẽ là 120.000. Lên cho em mã bộ ngố chuột vàng nha. Ai tình yêu lấy chuột vàng, chốt mã chuột vàng kèm ký bé giùm em mọi người. Rồi comment cho em mã là cho em là chuột vàng kèm ký bé số điện thoại. Size từ 28 cho đến 34kg là giá 99.000. Và từ 35 cho đến 50kg là giá 120.000. Mấy chị chốt cho em mã là chuột vàng kèm ký. Rồi comment nhanh tay cho em mã cho em đó là chuột vàng kèm ký bé số điện thoại. Rồi em qua tiếp cho chị bộ hình con khủng long mấy chị yêu ơi. Lên cho em bộ này là khủng long. Chị cơ cơ cho chị cái lưng xíu này. Lấy cái gỡ cái ở trong cái kia em đưa lên cho nhỏ nhau. Rồi chốt cho em mẫu này là comment cho em mã cho em đó là khủng long giúp em mấy chị. Rồi chốt mã cho em là khủng long nha tình yêu nha. Comment mã khủng long có size cho mấy chị là từ 8kg cho đến 12kg. Rồi ok nè. Rồi từ 8 cho đến 12kg giùm em thì giá sẽ là 59.000 đồng. Và em có một bộ size cổ đó là size từ 27 cho đến 30kg giùm em thì giá sẽ là 79.000. Rồi chốt cho em bộ này là mã khủng long. Tình yêu lấy khủng long, chốt mã khủng long kèm ký bé nha. Rồi lên đơn cho em mã bộ này là mã khủng long và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại. Em có size với chị là từ 8 cho đến 12kg là 59.000. Và size từ 27 cho đến 30kg là giá 79.000 đồng, bộ xuất hàng giùm em nha. Rồi tình yêu nào vừa ký thì lên cho em mã bộ giúp em đó là khủng long kèm ký bé nha mấy chị. Khủng long và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nè. Rồi khủng long giùm em. Tiếp theo cho em mã mũ này là M15. Comment cho em mã mũ M15 giùm em 39.000, size từ 3 cho đến 5-6 tuổi mà ok. M15 nha chị nha, 39k cái. Chốt mã M15. Rồi lên cho em mã M15 giúp em mấy chị. Bi gái em. Bi gái hai ơi, cho em vài cái bi gái. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi ok cảm ơn tình yêu nè. Mấy chị mua xuất hàng lâu lâu em có hứng thú em like cho mấy chị, mua nhiều em like cho mọi người. Cái này xuất hàng thì mặc mùa này nó ok lắm mấy chị ơi. Và chuẩn bị tới mùa đi học là hầu như bé nào cũng mua cái này về mặc đi học nè. Nó mát mấy chị, nó mát cực kỳ mà giá của nó vừa tiền. Thứ nhất là giá của nó vừa tiền rẻ, mấy chị có thể ai cũng mua được. Cái thứ hai là vải của nó mặc mát, mấy bé mà ở trường đồ này kia đi học đồ mang mặc cái nào ok lắm. Rồi thỏ vàng nha mấy chị, chốt cho em mã thỏ vàng. Thỏ vàng comment cho em mã thỏ vàng kèm ký nhé. Thỏ vàng kèm giúp em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho mấy chị. Cái này thỏ màu vàng, em có size 16 cho đến là 18kg mà ok, giá là 69.000 đồng bộ. Rồi 69.000 đồng một bộ thỏ màu vàng nha. Tình yêu nào lấy thỏ vàng, chốt mã thỏ vàng kèm ký bé.
size từ 16 cho đến khoảng là 18kg là mấy nhà mình mau 18-19kg ok. Giá là 69.000 đồng size trung. Rồi mình lên cho em bộ này đó là thỏ vàng. Rồi tình yêu lấy thỏ vàng, chúc mẹ thỏ vàng kìm ký nha. Thỏ vàng kìm ký bé nha. Rồi qua tiếp cho mấy chị bộ này công chúa nè. Em có size từ 8 cho đến là 10-12kg mà ok. Rồi giá cho mấy chị là 59.000 đồng, mấy chị chốt cho em mã là công chúa. Rồi tình yêu lấy công chúa, chúc mẹ công chúa kìm ký bé nè. Rồi công chúa và kìm hộ em đó là Giang ơi cho chị bộ thể thao sắp nách màu ghi, màu đẹp em. Đó là cái bộ sọc màu cam luôn nha. Rồi chốt cho em mã công chúa giùm em nha mọi người nha, từ 8 cho đến 12kg giùm em, giá là 59.000 đồng. Lên cho em mã đó, cho em đó là công chúa chị, công chúa yêu xa. Rồi công chúa yêu xa nha, tình yêu là lấy công chúa, chúc mã công chúa từ 8 cho đến 12kg là bé nhà mình ok, 59.000 bộ mấy chị. Rồi 59.000 tình yêu lấy công chúa lên mã công chúa. Rồi tình yêu lấy sọc màu cam sau lưng em đang treo mấy chị, lên cho em mã sọc cam, bộ này rất là hot luôn mấy chị ơi, sắp hết hàng rồi. Em chỉ có size cho mọi người đó là có công chúa 12 kg chị Thi Nguyễn. Rồi lên cho em chị Trần Thị Thương Thảo. Lên cho em bộ sọc cam mấy chị ơi, size từ 5 kg cho đến là rồi sọc cam này còn size mấy nè, 1, 2, 3 hả? 18 kg chị Linh Lê Thị Trúc. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Dạ chị Diễm thông báo số ký của mình là không có hàng để chốt cho mình được là chị. Không có mấy chị, là không có sai á, mọi người cố gắng mình nghe nói cái nào có là nhân viên nó chốt đơn cho mọi người liền à, mà cái nào không có là nghĩ là bên em không vừa ký là không chốt được mấy chị nha, nên mọi người lựa cái khác nha. Rồi như cái bộ này nè thì em chỉ có sai, còn chỉ còn sai 1, 2, 3 thôi, là tương đương là từ 5 cho đến 11 kg thôi mấy chị. Thì chị nào vừa chốt mà chị nào không vừa là bên em hết hàng nha. Rồi mình lên cho em bộ này là mã sọc cam, cái mẫu này thật sự nó rất là hot nhà em luôn mà mọi người. Đó, comment nhanh tay kia mã sọc cam, quần sẽ quần rút hai bên, áo crop top mặc rất là sang và rất là đẹp. Rồi size mấy chị là từ 5 cho đến 11kg, giá 112.000 đồng mấy chị chốt kia mã sọc cam, và em có cả sọc màu vàng thử kia. Đó, màu cam và màu vàng, màu cam thì em chỉ còn size là từ 5 cho đến 11kg là giá 112.000 đồng. Và màu vàng này thì em còn size từ 5 cho đến 23kg mấy chị, giá 112 mấy chị chốt kia mã sọc cam hoặc là sọc vàng nha. Màu vàng thì em còn size từ 5 cho đến 23kg và màu cam chỉ còn size từ 5 cho đến 11kg thôi. Rồi tình yêu nào lấy màu vàng thì chốt cho em mã là sọc vàng luôn giùm em nha mọi người. Rồi sọc vàng và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị sọc màu vàng luôn. Rồi sọc cam hoặc là sọc vàng kèm ký của bé và số điện thoại. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha, bộ này là con nhện. Rồi comment cho em mã người sắt chứ. Lên cho em mã bộ người sắt này. Người sắt này hiện tại em có size cho mấy chị là từ 8kg này, 8 cho đến 12kg là giá 59.000 đồng. Và size cho mấy chị là rồi người sắt này có size cho mấy chị là từ 8 cho đến 12kg là 59.000 đồng. Và size 17-18kg là giá 69.000. Mấy chị chốt mã người sắt giúp em. Lên cho em bộ này là comment cho em mã là người sắt mấy chị. Đây người sắt nha mọi người nha, chốt mã người sắt từ 8 cho đến 12kg là giá 59.000. Và size là 17-18kg là giá 69. Rồi chốt cho em mã là người sắt kèm giúp em, đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn với chị người sắt nha. Rồi ai lấy người sắt chốt mã người sắt mấy chị. Rồi qua mẫu tiếp theo nè. Rồi lên cho em mã bộ là người sắt và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại. Rồi em qua mẫu tiếp theo cho mấy chị, cái này nó có size đại nè. Rồi size cho mấy chị là từ 20 16-17kg chị Hoàng Phạm. 16-12 chị Duyên Khang Khang Trần. 16-18kg chị Nguyễn Hoài Phương. 16-10kg chị Diễm Thương Đằng. Sai nhiêu nè em ơi. Rồi lên cho em bộ này là mã thỏ xanh mấy chị.
Lên cho em mã này là thỏ xanh nha quý chị nha. Chốt cho em mã thỏ xanh kèm giúp em là con mạng số điện thoại em có size giống chị là từ 20. Rồi bộ này có size mấy chị là từ 27 kg này cho đến là rồi 27 cho đến 36 kg mà ok mấy chị chốt kia mà bộ này là thỏ xanh bé gái nha chị nha, bộ dành cho bé gái. Rồi từ 27 kg cho đến là 36 kg là bé nhầm em ok. Rồi giá bộ này sẽ là sale mấy chị luôn, bộ này bao nhiêu em ơi? Rồi sale mấy chị 99.000. Rồi lên cho mấy chị 99.000 nha mấy chị chốt kia bộ này thỏ xanh. Rồi comment cho em bộ này là thỏ xanh kèm giúp em đó là cưới của bé, số thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ thỏ xanh nha. Size từ 27 kg cho đến 36 kg ok. Bộ xanh và thỏ xanh dành cho bé gái. Rồi thỏ xanh cho bé gái nha. Rồi giá cho mấy chị là 99.000 sale. Rồi chốt mã cho em là thỏ xanh kèm kia bé mấy chị. Rồi qua cho mấy chị bộ tiếp theo đó là bộ thể thao màu sát nách màu ghi mấy chị chốt cho em mã đó là sát nách đi mấy chị. Comment cho em bộ này. Rồi bộ này mấy chị lên cho em mã B3 đi. Comment cho em mã bộ là B3 kèm ký. Rồi lên cho em bộ này là mấy chị chốt cho em mã B3. Size cho mấy chị là từ 8G, từ 10kg cho đến là 16kg mà ok nè. Rồi 21 cho đến 23kg là giá sẽ là 89.000 đồng một bộ. Rồi size từ 24 cho đến 39kg là giá 99.000 và từ 40kg cho đến 70kg là giá 120.000. Lên cho em mã bộ này là B3 nha, cho chị một bộ ở ngoài đi em ơi. Rồi chốt cho em bộ này là mã B3 nha, sẽ cho mấy chị xem đây. Rồi lên cho em bộ này là mã B3 giùm em mấy chị. Bộ này mấy chị chốt cho em mã B3 cho khỏi bị nhầm nha chị nha. Đây, rất đẹp luôn. Size từ 10 cho đến 16 kg giá sẽ là 89.000 đồng. Rồi 21 đến 23 kg là giá 89.000 đồng. Từ 24 đến 39 kg là giá 99.000 size đại và size cù sẽ là từ 40 cho đến 70 kg mấy chị. Bộ thể thao 4 và con. Rồi bộ thao 4 và con nha. Tình yêu lấy thì lên đơn nhanh tay giúp em đó là bộ này. Lên đơn cho em mã bộ là B3. Rồi comment cho em mã là B3 kèm cái bé nha mọi người. B3 và kèm hộ em đó là ký của bé, số thoại giùm em nhân viên lên đơn nha. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi ok nè B3 mấy chị. Rồi ok cảm ơn chị Nương Nương nè. Rồi ok nè B3 giúp em nha mọi người. Rồi comment lên đơn cho em bộ này là mã B3 và kèm hộ em đó là ký của bé, số thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ này mã B3 nha. Rồi chấm chấm bài chia sẻ bài viết giùm em nha mấy chị nha để tăng tương tác giùm em nha. Rồi lên cho em bộ này là mã B3. Size từ 10 cho đến 16 kg là giá 89.000 đồng. Rồi size từ 24 cho đến là 39 kg là giá 99.000 và từ 40 kg cho đến 70 kg giùm em là giá 120.000 giùm em nha. Rồi tình yêu là lấy lên cho em mã bộ là B3. Rồi B3 và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại tiếp tục cho em chị bộ này hình em bé này. Rồi ai lấy em bé chút mà em bé nha chị. Em bé bộ xuất hàng giùm em. Từ 8 cho đến 12 kg giá 59.000 bộ. Rồi 59.000 đồng bộ em bé, tình yêu nào mình lấy em bé chút mà em bé giúp em. Rồi lên đơn cho em bộ này là mẹ em bí kèm ký nha. Rồi ok cảm ơn chị Linh Lê này. Rồi lên cho em bộ này là mẹ em bí mấy chị. Xuất hàng giùm em nha, từ 8 ký cho đến 12 ký mà ok, giá là 59.000. Đây bộ xuất hàng hình em bí. Rồi chốt mẹ cho em là em bí nha. Đây mấy chị, em còn 3-4 bộ cuối cùng hết hàng luôn rồi. Rồi lên cho em bộ này là mẹ em bí. Từ 8 kg cho đến 12 kg ok, 59.000 bộ vải rất là mát mặc mùa hè nha mọi người. Vải mát mặc mùa hè nha, tình yêu lấy em bé chút mà em bé. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Hà nè. Rồi lên cho em bộ này mà em bé mấy chị, từ 8 cho đến 12 kg ok, 59.000 một bộ. Rồi 8 cho đến 12 kg là bé nhà mình mau ok, 59.000 chốt cho em mà em bé. Rồi tình yêu nào lấy em bé chút mà em bé kèm kỹ nha. Rồi qua mẫu trước khi chị bộ gấu xanh em ơi. Adidas màu xanh rồi kia. Rồi lên cho em bộ này mấy chị chốt kia mã gấu xanh. Em bé 12 kg chị Thi Nguyễn. Rồi gấu xanh hàng cao cấp này. Lên cho em mã bộ này là gấu xanh nha. Đây mấy chị gấu xanh dành cho bé gái. Rồi gấu xanh dành cho bé gái giùm em, tình yêu lấy bộ này chốt kia mã bộ là gấu xanh giùm em mấy chị. Rồi size từ như thế nào này? Rồi lên cho em mã bộ gấu xanh mấy chị, size từ 12 cho đến là 16 kg mà ok. Từ 12 cho đến 16 kg ok giùm em, giá là 99.000 đồng bộ, chốt cho em mã bộ gấu xanh. Rồi gấu xanh nhớ chị nha, chốt mã cho em là gấu xanh kèm ký. Rồi gấu xanh và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ gấu màu xanh, size từ 12 kg cho đến là 16 kg mà ok, giá 99 nha. 12 cho đến 16 kg là bé nhà mình mau ok nha, giá là 99.000 đồng bộ mấy chị. Rồi chốt cho em mã sẽ là gấu xanh và kèm hộ em con. Ui cái mũ đẹp quá mấy chị ơi, còn cái này.
Rồi lên cho em mã M15. Comment cho em mã mũ M15 giùm em, giá sẽ là 39k, xa từ 3 cho đến 5 tuổi mà ok, chốt cho em mã mũ M15 nha. Rồi tình yêu nào lấy M15 chốt cho em mã M15 kèm con nặng. M15 và kèm giúp em đó là con nặng, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị mã giúp em đó là mã M15 nha mọi người. Rồi M15 kèm hộ em đó là cưới cô bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị mũ M15 39k. Rồi qua tiếp tục nha chị nha. Bộ này lên cho em mã là máy xúc nè. Rồi máy xúc này em còn vài bộ. Máy xúc này em còn vài bộ này, size từ 8 kg cho đến là 12 kg là giá sẽ là 59.000 đồng bộ, và em có một bộ là size tầm khoảng 17 18 kg là giá 69. Rồi lên cho em mã máy xúc. Rồi tình yêu nào vừa ký chốt cho em mã máy xúc kèm kỳ bỉ nha. Size cho mấy chị là từ 8 kg cho đến là 12 kg là giá 59.000 đồng. Và xa là 17, 18 kg là giá 69.000, chốt cho em mã máy xúc mấy chị. Rồi lên cho em bộ này là máy xúc kèm giúp em, đó là cưới của bé, với số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ máy xúc nha. À lấy máy xúc, chốt mã máy xúc. Rồi chị nào vừa ký lên cho em mã máy xúc nè. À, đẹp chưa mấy chị ơi, lên mã máy xúc nha. Rồi lên cho em mã bộ là máy xúc. Cho chị vài cái mẫu bé gái, xúc hàng bé gái. Rồi máy xúc này có bộ này, phát hàng còn 8. Rồi. Rồi máy xúc còn size từ 8 cho đến 12 kg. Rồi máy xúc còn 8 cho đến 12 kg. Máy xúc còn size từ 8 cho đến 12 kg nha chị nha, 59.000 đồng á chị chú cho em mã máy xúc. Rồi máy xúc kèm đó là ký của bé, số điện thoại ít thu Giang ơi. Máy xúc kèm ký bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ máy xúc nha. Có cái mẫu nào mà hàng lẻ đi trong này nè, đây nè. Lấy đem chị ơi. Rồi nơ y này 47.000 đồng bộ này, em còn hai bộ này, lên cho em mã nơ y. Comment cho em mã nơ y giùm em 47.000 bộ nha. Tình yêu lấy nơ y chút mã nơ y kèm ký. Nơ y và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ nơ y nha. Chờ lấy nơ y chút mã nơ y. Rồi 47.000 đồng coi sao luôn giùm em. Rồi lên cho mấy chị bộ này 13-14 ký ok. Rồi bé nào tầm 13-14 kg là bé như mình mau ok nha. Giá sale mấy chị 47.000 đồng, mấy chị chốt cho em mã nơ y. Rồi tình yêu là lấy nơ y chốt mã nơ y nè. Nơ y này in trước in sau vải đẹp lắm mấy chị. Nơ y giùm em nhớ chị nha, 47.000 đồng. Size 13-14 kg là bé như mình mau ok. Rồi 13-14 kg là bé như mình mau ok. Bộ nơ y 47.000. Rồi váy nè. Váy đây còn một cái cuối cùng, size sale mấy chị 59.000 cả nè. 59.000 chốt cho em mã V59K. V59K nha mấy chị yêu nha. Size này dành cho bé tầm 14-15 kg ok. Rồi size bé nào tầm 14-15 kg ok. Váy suông baby doll này rất là dễ mang luôn. 59.000 chốt cho em mã V59K nha. Comment cho em mã V59. V59K kèm ký bé, số điện thoại nhân viên chốt đơn với chị đầm này 59.000 đồng chốt mã V59. Rồi lên cho em mã đầm là V59 nha. Ui cái bộ này còn bộ hả, 35.000 bộ luôn nè. 35k mấy chị chốt cho em mã bộ này là 35k kèm ký giùm em bộ đuổi mặt mát ở nhà 35.000, size này dành cho bé là tầm khoảng 9-10 kg ok. Rồi cho bé nào tầm 9-10 kg 35.000. 35.000 9-10 kg chốt cho em mã 35k. Comment cho em mã 35k kèm ký nha. Bộ vải đuổi mặt mát ở nhà của bé 35.000. Rồi vải đuổi mặt mát ở nhà của bé 35.000 mấy chị chốt cho em mã 35k. 35 kèm ký, số điện thoại giùm em. Được rồi Giang ơi, được rồi. 35.000 mấy chị chốt cho em mã 35k giùm em luôn, kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn nha. Rồi. Cái đây cái đầm, ui cha mấy cái đầm này dễ thương quá mấy chị. 35 kg chị thương. Rồi ok nè. Đưa cho chị cái cọc 35.000 nha. Rồi đầm mấy chị. Ui cái đầm này hàng xịn nè, sale mấy chị 75 chốt cho em mã V75k. Comment cho em mã V75 nha mấy chị. Bộ này 75, cái váy này 75.000 đồng hàng cao cấp giùm em nè. V75. Còn có cái người ta size này dành cho bé tầm khoảng là 10-11 kg ok. Rồi bé nào tầm 10-11 kg V75 mấy chị chốt cho em mã V75 kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn nhé. Chị đầm này 75.000 nha. 10-11 kg là ok mấy chị. Cho bé nào tầm 10 hoặc là 11 kg là ok, 75.000 chốt cho em mã V75. Rồi comment cho em mã là V75 kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị đầm 75.000 V75. V75 kèm ký bé, số điện thoại giùm em. Rồi qua mẫu luôn. Mẫu này còn size 35.000 bộ này, chốt cho em mã là 35 cam. Comment cho em mã 35 cam nha. Size này dành cho bé nào tầm khoảng là 3 cho đến 5 kg ok này.
từ 3 kg cho đến 5 kg là mấy nhà mình ok. Bộ sơ sinh 35.000, bộ sơ sinh mặt mát nha chị, 35.000 từ 3 kg cho đến 5 kg, 35.000. Rồi từ 3 cho đến 5 kg mấy chị 35.000 đồng chốt cho em mã là 35 cam. Comment cho em mã 35 cam kèm ký nha. 35 cam kèm ký bé xuống thoại. Rồi mẫu này em còn size từ 8 cho đến 10 kg là 59.000. Size từ 16 cho đến 18 kg là giá 69.000. Chốt cho em mẫu quá đẹp mấy chị. Comment mã lạ. Rồi lên đơn cho em mã lạ nha chị. Màu đẹp chưa? Rồi bộ xuất hàng giùm em. Size từ 8 cho đến 10 kg là 59.000 và size từ 16 cho đến 18 kg là giá 69.000 luôn hộ em mấy chị, lên cho em bộ này là lên cho em mã lạ. Rồi chốt đơn cho em mã lạ kèm ký bé nha. Lên đơn cho em mã lạ và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị cái bộ này mã lạ nha chị. Size từ 8 kg cho đến là 10 kg là giá 59.000 đồng, 16 cho đến 18 kg là giá 69, chốt cho em mã lạ. Rồi lạ và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị. Màu rất là đẹp luôn mấy chị, bộ xuất hàng này màu đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên đơn cho em mã lạ kèm ký nha mọi người. Rồi mã lạ kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em. Mã lạ chính ký chị Linh Võ. Rồi ok chị Linh Võ này. Rồi lên cho em mẫu này mấy chị, chốt cho em mã đó là mấy giờ rồi, ấy hôm cây kia nào đây. Lạ 16 ký chị Nhi Nhi. Rồi ok cảm ơn chị Nhi Nhi nè. Rồi lên cho em mẫu này màu tím mấy chị, chốt cho em mã tím, size từ 8 cho đến 12 kg ok, 59.000. Rồi 59.000 màu tím này mấy chị, chốt cho em mã tím nha. Chị lấy tím, chốt cho em mã tím kèm giúp em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ màu tím mấy chị. Từ 8 cho đến là 10, 12 kg ok. Rồi size dành cho bé nào là từ 8 cho đến 12 kg là màu ok mấy chị, giá sẽ là 59.000 đồng một bộ. Rồi 59.000 đồng một bộ, tình yêu nào lấy bộ màu tím chốt kia mã tím kim ký nha mọi người. Tím 9 ký chị Linh Võ. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã tím giùm em mấy chị, comment cho em mã tím kim ký bé, từ 8 cho đến 12 ký là 59 nha. Chốt đơn cho em mã là tím và kèm giúp em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ màu tím nhé. Chị lấy tím lên mã tím. Rồi lên đơn cho em mã tím giùm em mọi người ơi. Rồi qua mỏng này em ơi. Rồi bộ này mấy chị, bộ này màu rất là đẹp luôn nè. Còn có 2-3 bộ này. Ui còn có 1 bộ cuối cùng hết hàng rồi. Rồi bộ này màu siêu đẹp luôn mấy chị, chốt cho em mã cho em đó là bộ đây mấy chị. Comment cho em mã gì đây mấy chị. Comment cho em mã là lên cho em mẫu này là mấy chị, lên cho em cái gì đây mấy ta. A1 đi. Comment cho em mẫu này là A1 giùm em nha mọi người. Có 1 bộ thôi, size tầm 11-12 kg ok. Rồi 11-12 kg là ok nè. Chốt cho em mã là A1. 59.000 đồng bộ, em có 1 bộ thôi hết hàng rồi. Chốt cho em mã là A1. Rồi 59.000 bộ cho em là A1, 11-12 kg. Lên cho em mã đó là A1 kèm ký bé nhé. A1. Rồi bộ này chốt cho em mã là sư tử giùm em. 11-12 kg ok, 59.000 chốt mã sư tử. Rồi lên đơn cho em mã bộ này là sư tử kèm ký bé nha mọi người nha. Sư tử và kèm của em đó là ký của bé, số điện thoại cho chị bộ ngố chữ hồng đi em ơi. Rồi lên cho em mã bộ là sư tử, 11-12 kg ok, 59.000. Rồi 11-12 kg là bé nhà mình mau ok nha, 59.000 đồng bộ. Mấy chị có cần mua đồ bé trai xe đại em lên cho chị mấy bộ bé trai xe đại. Xe đại nhà em nhiều lắm đi, xe đại rất là nhiều luôn. Kênh Hiếu vô cái live stream mới không chị em ơi. Rồi bộ này mấy chị chốt cho em đó là bộ ngố chữ hồng. Comment cho em mã bộ ngố chữ hồng nha. Tình yêu lấy chữ hồng, chốt mã chữ hồng. Size cho mấy chị là từ 11 kg cho đến là 14 kg mấy chị, giá sẽ là 95.000 đồng. Và size từ 2 từ mấy nè 30 từ mấy ký ta, từ 40 kg cho đến là 62 kg mà ok là giá 125 mấy chị, chốt cho em mã bộ là chữ hồng. Rồi lên cho em mã chữ hồng nha. Chữ hồng kèm ký bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn với chị vụ ngố chữ hồng này. Em có sai mấy chị là 11 đến 14 kg là giá 95.000 đồng và từ 40 kg cho đến 62 kg là giá 125. Lên cho em mã bộ đó là chữ hồng kèm ký bé.
Rồi qua tiếp mấy chị, rất là đẹp luôn. Lên cho em mã A2, 11-12kg ok, giá là 59.000 một bộ, chốt mã cho em là A2 nha mọi người nha, màu rất là đẹp luôn nè. Rồi lên cho em mã A2. Comment cho em bộ này giúp em đó là mã A2 kèm ký bé nha. A2 và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ này mã A2. Rồi 11-12kg ok 59.000. 11-12kg ok giùm em 59.000 đồng bộ mấy chị, chốt cho em mã bộ sẽ là A2. Rồi tình yêu nào lấy A2 chốt mã A2 kèm ký bé nha mọi mấy chị nha. A2 và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nè. A2 giùm em nha. Rồi lên tiếp cho anh chị bộ này là mã A3 mấy chị. Rồi bộ này A3, 11-12kg ok 59.000 đồng, chốt mã cho em là A3. Rồi tình yêu nào lấy A3 chốt mã A3 giùm em luôn, 11-12kg 59.000. Rồi 11-12kg ok 59.000 đồng bộ, chốt cho em mã sẽ là A3. Rồi tình yêu nào lấy A3 chốt mã A3 kèm ký bé nha. A3 và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em. Có cái bộ màu nâu nâu dưới nè em ơi, lấy đưa chị cái bộ đó với cái đầm caro một vàng. Có được chưa anh ơi, để nhắn nói người ta nữa nè. Lại nhắn nói người ta trước đi rồi mới mở chứ. Nè. Rồi lên cho em bộ này mấy chị, chó màu đen giùm em 35.000 đồng bộ mấy chị, chốt cho em mã bộ chó đen. Rồi comment cho em mã bộ là chó đen nha. Tình yêu lấy chó đen nhanh lên nha anh nha. Còn nửa tiếng 15 phút nữa mà không có là em tắt nghỉ nha. Nhanh lên. Lên cho em cái này là chó đen hả? Ồ. Chó đen nha chị nha, chốt kia mẹ chó đen. Size này tầm khoảng là mười mấy ký nè mấy chị, 12-13kg ok dùm em 35.000 đồng, chốt kia mẹ chó đen. Rồi lên cho em bộ này là mẹ chó đen kìm ký nha mấy chị nha. Chó đen kìm ký bí 12-13kg ok 35.000 đồng, chốt mẹ chó đen. Rồi lên cho em mẹ bộ là chó đen kìm ký bí nha mọi người nha. Chó đen và kìm hộ em đó là ký của bí và số điện thoại dùm em. Cho chị mấy bộ bí trai size lại cùi, biết chị còn muốn gì ta. Rồi lên cho em mã đầm tiếp theo mấy chị, đầm này sale mấy chị 49.000 cái, chốt kia mã V49K giùm em luôn. V49K size này cho mấy chị nào tầm khoảng là 22. Cái này tầm 22 đến 24 kg ok nè. Từ 22 cho đến 24 kg ok mấy chị, sale mấy chị 49.000 đồng, chốt kia em mã V49K nha. Comment cho em mã V49. V49K và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn mấy chị, đầm này 49.000 đồng chốt mã V49. Rồi lên đơn cho em mã V49 kèm ký nha. 22-23kg là mã ok. Rồi V49 mấy chị, chốt mã V. U cái bộ này đẹp chưa. Rồi comment cho em mã nâu giùm em nha mấy chị nha. Comment cho em mã nâu. Lên cho em mã nâu kèm ký bỉ nè. Rồi nâu này size tầm 13-14kg ok giùm em. 13-14kg ok, chốt mã nâu 65.000. Nâu 65.000, lên cho em mã nâu 13-14kg ok mấy chị. 13-14kg là bỉ nhà mình mà ok. 65.000 đồng chút mã nâu. Rồi lên cho em mã nâu kèm ký bé nha. 13-14kg ok mấy chị, giá cho mấy chị là 65.000 đồng bộ. Rồi 65.000 đồng lên cho em mã nâu kèm ký nha mấy chị yêu nha. Ui cái đầm này đẹp này, còn cái này. Rồi sale luôn 59.000 chút mã V59. Comment cho em mã V59K. Rồi size này dành cho bé là tầm 17-18kg ok. Đầm dạng bóng chày mấy chị 59.000. Rồi đầm 59.000 chốt kia mã V59. 17-18kg ok mấy chị. Cho bé nào tầm 17-18kg ok 59.000 đầm bóng chày. Lên cho em mã V59. Rồi chốt đơn cho em mã là V59K nha. Rồi bộ này em bé này size tầm 19-20kg mà ok này mấy chị, chốt cho em mã em bé 19-20kg là bé nhà mình mà ok mấy chị. Rồi cho bé nào tầm 19-20kg là mà ok. 59 ơi bao nhiêu size, size trung là giá 69.000. Size trung là giá 69.000 đồng bộ mấy chị, chốt cho em mã là em bé. Em có size là 19-20kg mà ok, em còn có bộ à. Rồi giá lên cho chị là 69.000 đồng bộ size trung, chốt cho em mã là em bé. Lên đơn cho em mã là em bé kèm ký bé số điện thoại giùm em, kèm cho em là ký số điện thoại nha. Rồi cái này hình con thiên nga, con gì đẹp quá này. Rồi lên cho em bộ này là màu hồng đậm, chốt cho em mã hồng đậm. Comment cho em mã là hồng đậm cho chị mấy cái váy cái đồ em ơi.
Không đậm kèm ký và số điện thoại giùm em nhân viên chút đơn chị mà không đậm nha. Lấy tầng em. Không đậm giùm em, comment cho em mã không đậm kèm ký. Rồi không đậm nha mấy chị yêu nha. Rồi không đậm này có size là từ 8 cho đến 12 ký ok, 59 ngàn. Chút mã cho em là không đậm mấy chị. Rồi. Rồi ok này lên cho em mã màu hồng đậm. Comment cho em mã màu hồng đậm kèm ký có size từ 8 cho đến 12 ký là 59 ngàn. Từ 8 cho đến 12 ký nha mấy chị yêu nha, 59 ngàn bộ. Lên cho em bộ này là màu hồng đậm bé gái nha, hồng đậm dành cho bé gái. Lên mã hồng đậm. Rồi bộ xuất hàng giùm em. Rồi váy tầng màu vàng mấy chị chốt cho em mã tầng vàng. Tầng vàng rất là đẹp luôn nè. Hồng đậm 11 chị Thương Lê. Rồi tròn thảo. Lên cho em mã tầng vàng mấy chị lấy tầng vàng chút mã tầng vàng. Rồi tầng vàng này để em coi thử còn bao nhiêu ký nha. Chị nào lấy sau lưng muốn lấy bao nhiêu ký mấy chị cứ comment lên, nếu có nhân viên em lấy cho mọi người nha, cho nó còn lẻ sai mấy chị. Bộ ngố này em còn sai là từ 11 đến 14 ký là giá 95 000 đồng và từ 40 cho đến 62 ký là giá 125. Rồi tất cả các size còn lại em hết hàng nha mấy chị, chốt cho em mã là chữ hồng. Rồi lên cho em mã chữ hồng. Lên cho em mã tầng vàng này. Tầng vàng các size cho mấy chị là từ 10 ký cho đến là 19 ký thì giá sẽ là 84 ngàn. Rồi size size từ 9 ký mấy chị. Rồi size từ 9 cho đến 19 ký là giá sẽ là 84 ngàn đồng nè. Size cù sẽ là từ 31 cho đến 40 ký. Rồi chữ hồng hết rồi, chị lấy qua bộ ngố hồng ấy chị. Ngố hồng đâu ta? Đây đây. Ngố hồng này còn 18 ký này, lấy qua bộ ngố hồng ấy. Đây đây. Còn còn 13 chị Kim Hoa. Rồi ok nè, ngố hồng đây còn nè. Còn còn 21 chị Tuyết Hoa. Rồi, 21 ký là qua coi có 21 không em? 21 ký là qua size trung là giá 94 ngàn nha. 19 ký đổ lại là size gì giá 84. Từ 20 ký trở lên là thuộc size trung là giá 94 ngàn. 20 cho đến 30 ký là size trung giá 94 ngàn. Mà hình như size trung em hết rồi, còn có 1-2 cái nha. Rồi quay cho em là size cù là từ 31 cho đến 40 ký là size cù giá 114 ngàn đồng nha chị. Chốt cho em mã tầng vàng kèm ký bé nhé. Rồi tầng vàng và kèm ký bé nè. Rồi chị lấy bộ ngố hồng, chốt mã ngố hồng cho nó có size nè. Rồi ngố hồng hàng mẫu mới về nó có size nha. Rồi chốt mã ngố hồng, em có size mấy chị là từ 12 cho đến 22 ký là giá 99 ngàn. Rồi ok này, từ 23 cho đến là 35 ký là giá 119 ngàn. Mấy chị chốt cho em mã là ngố hồng. Rồi lên cho em mã ngố hồng và chị nào lấy ngố màu xanh sau lưng em kêu, mấy chị chốt mã ngố xanh. Rồi chị nào lấy màu xanh sau lưng thì mấy chị chốt ngố xanh. Rồi đây ngố xanh hoặc là ngố đen luôn giùm em nha. Đây ngố màu xanh bé gái hết nha mấy chị, quần ôm legging và áo phông rộng giùm em. Màu xanh, ngố màu xanh kèm ký bé và em có cả là ngố màu đen. Rồi ngố đen gian ơi giúp chị cái quần em ạ. Rồi lấy thể thao có tay kèm màu giúp em nha. Rồi cái này ngố màu đen mấy chị, chốt mã cho em là ngố đen kèm ký bí luôn giùm em. Đây màu đen, màu hồng, màu xanh, à, màu cam nữa, chị nào lấy cái nào mấy chị chốt đơn giùm em nha mấy chị yêu nha. Mấy bộ đang mới về thì nói chung là cũng gần hết rồi, còn vài bộ cuối cùng mà. Đó chị nào lấy thì lên đơn nhanh tay giúp em. Rồi đây mấy chị ngố màu xanh 11 đến 20, 22 ký là giá sẽ là 99 ngàn đồng và từ 23 cho đến 30 35 kg là giá 119 000 đồng. Riêng màu xanh này có cả của mẹ là từ 36 cho đến là 70 kg là mẹ là 129 000 đồng của mẹ. Mấy chị chốt cho em mã bộ ngố xanh. Rồi ai lấy đầm tầng vàng thì chốt mã tầng vàng nha. Size từ 10 kg cho đến là 29 kg thì giá sẽ là 84 000 đồng. Rồi từ size trung hết rồi hả? Rồi ok, size trung là còn size từ 20 cho đến là 22 kg là giá 94 000. Và size cù sẽ là từ 31 cho đến 40 ký là size cù giá 114. Mấy chị chốt cho em mã tầng vàng kèm ký bé nha. Rồi qua mẫu tiếp theo lên cho chị bộ quả dâu này. Quả dâu này đẹp xuất sắc luôn nè. Lên cho em mã dâu mấy chị. Dâu này có size từ 8 cho đến 10 ký là 59 ngàn đồng. Và size 16, 17 ký là giá 69. Lên cho em mã dâu. Rồi mọi người chốt cho đơn cho em bộ này là mã dâu nha. Rồi lên đơn cho em mẫu này quả dâu nha mấy chị, bộ xuất hàng giùm em. Đó, tới mùa đi học là hầu như mấy cái bộ này là mấy chị rất là thích luôn, vì cái vải của nó là nó không quá dày mấy chị. Đó mình mặc nó ok với chị nha, mùa đây hơi nóng hơi nắng đâu này kia rồi mấy chị mặc cái này rất ok luôn. Rồi chốt cho em mã dâu giùm em từ 8 cho đến 10 kg là ok, 59 000 đồng một bộ. Lên cho em mã dâu cái quần này, dễ thương chưa? Rồi từ 8 cho đến 10 từ 8 cho đến 10 kg là 59 000 đồng và size là 16 17 kg là giá 69 nha mấy chị. Em còn vài bộ thôi, chốt cho em mã dâu. Rồi lên cho em mã là dâu kèm cái bí số thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị quả dâu nha.
Rồi tình yêu lấy dâu chút mẹ dâu giùm em đó chị. Rồi ok chị nương lên này, thôi khỏi anh ơi. Khỏi. Hả? Thôi thôi khỏi. Thôi tí. Cho 17 ký chị cho thề. Rồi lên cho em mẹ dâu mấy chị, chút mẹ dâu kèm ký. Muốn xong 17 ký chị tức lô lưỡi tượng. Rồi ok này, lên cho em mẹ dâu nha. Dâu 50, dâu 9 ký chị cho thề. Rồi ok, cảm ơn chị cho thề nè. Rồi mấy chị lên cho em bộ này thì chỉ có size trung thôi. Là lên cho em bộ này là mấy chị chốt cho em mẹ gì đây để em coi thử nha. Đợi em xíu xíu. Ui cái này dễ thương quá mấy chị ơi. Màu đẹp chưa mấy chị, chốt cho em mẹ bi đi. Đó bi, cái quần bi đẹp chưa mấy chị. Ui xuất sắc luôn, comment cho em mẹ bi nha mọi người nha. 16 cho đến 20 ký ok. Nói chung là bộ này là mấy bé, có nhiều bé là mầm non là em thấy là đã tốt nghiệp rồi mấy chị. Đó, đã ra trường rồi nha mấy chị nha, chuẩn bị là nghỉ hè xong rồi vô năm học mới là mấy cái bộ này nhà em bán rất là chạy luôn. Vì thứ nhất là giá của nó vừa tiền là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa cái vải của nó không quá dày mấy chị, là mấy chị mặc cho mấy bé mà buổi trưa rồi á. Đó, ví dụ nhiều khi buổi sáng mình mặc cái đồ nó đẹp hơn một xíu, nhưng buổi trưa là mặc mấy cái này nó mát mấy chị. Nhà mình bỏ vô trong cái dạo của bé cho bé mặc đi học rất ok luôn. Rồi chốt cho em mạ bi giùm em mấy chị, lên đơn cho em mạ bi kèm ký. Size từ 16 cho đến 20 ký ok, và giá sẽ là 69 ngàn đồng bộ thôi. Rồi lên cho em mạ bi nha, hoặc là cái này mình mua mình mặc ở nhà, mình mặc kiểu là hôm nào mà không đi học đồ này kia, mình ở nhà mình mang cái này, hoặc là mình mặc cho bé mặc ngủ. Đó, ngủ mấy lạnh đồ này kia mang cái này ok lắm chị, cái vải của nó không quá dày, mình mặc ok nha. Thôi không còn. Rồi lên cho em mạ bi giùm em nha, tình yêu lấy bi chút mạ bi kèm ký luôn giùm em. Lên cho em mạ bi và kèm ký bé. Rồi ok, lên mẫu này cho có size 15 ký ha. Rồi mẫu này mấy chị lên chút cho em mạ mới đi mấy chị. Mẫu này mấy chị lên cho em mạ mới này cho có size 15 ký nè. Rồi ok này, từ 8 cái này có size nhí rồi Giang. Rồi từ 8 ký cho đến 15 ký là 59 ngàn, và 16 20 ký là giá 69, lên cho em mã mới nha mấy chị nha. Rồi lên cho em mẫu này là mã mới nè. Rồi tình yêu nào lấy mã mới. Rồi comment cho em bộ này mã mới nha. Tình yêu nào lấy mã mới chốt cho em mới kèm ký bé. Rồi mọi người lên đơn cho em mẫu này là mã mới kèm ký bé, số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha. Mã mới nha mọi người nha. Rồi ok, mã mới mấy chị, chốt cho em mã mới nè. Bữa giờ mấy chị cứ kêu em like cái bộ này miết, mà thật sự là em rất là lười like mấy chị. Đó, rất là lười like, lâu lâu mới like một lần. Nên chị nào mà hôm nay còn mua cái bộ xuất hàng này, mọi người nhanh tay nha, cái này bộ gọi là bộ xuất hàng, hàng Quảng Châu mấy chị. Rồi lên cho em mã mới, size từ 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn, và size từ 16 cho đến 20 kg là giá 69 ngàn nha. Rồi tình yêu nào mình lấy mã mới, chốt mã mới kèm ký bé. Rồi lên cho em mã mới nha, mới và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em. Rồi. Rồi ok, em cảm ơn chị Linh Ngô nè. Rồi ok, cảm ơn chị nè. Rồi lên cho em mã mới kèm ký bé nha mọi người. Mới và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha. Rồi lên cho em mã mới nha mấy chị. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Rồi bộ này là Adidas màu xanh mấy chị. Sáng nách của bé trai mấy chị, chốt cho em mã đất xanh. Rồi con chị bộ đất xanh còn mấy ký em ơi. Đất xanh nha mấy tình yêu nha. Mấy chị lên đơn cho em bộ này là đất màu xanh. Ở sau lưng em mấy chị thích cái nào mấy chị cứ comment lên, nên nó có kèm số ký của bé, nhân viên em lấy hàng cho mọi người luôn nha. Ở sau lưng em á. Rồi lên cho em cái bộ này là mấy chị chốt đơn cho em mã đất màu xanh mấy chị. Rồi size cho mấy chị là từ 6 cho đến 15 ký ok. Giá cho mấy chị xem mấy chị luôn 52 ngàn đồng một bộ. Mấy chị chốt cho em mã bộ đất xanh. Rồi tình yêu nào lấy bộ này mấy chị lên đơn cho em mã bộ đó là đát xanh, và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại nhân viên chốt đơn. Mấy chị bộ ai gì đát màu xanh nha, rất là đẹp luôn, mát lắm mấy chị. Vải có tông coi dạng bốn chiều thấm hút mồ hôi nha. Rồi 52.000 đồng lên cho em mã bộ là đát xanh kèm ký. Đát xanh và kèm hộ em đó là ký của bé. Size cho mấy chị đó là từ 6 ký cho đến 15 ký ok. Rồi từ 6 cho đến 15 ký là bé như mình mau ok mấy chị. 52.000. Rồi 6 cho đến là 15 ký ok, 52.000 bộ. Lên cho em mã bộ đất xanh. Rồi comment cho em mã bộ là đất xanh, và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ Adidas màu xanh. Rồi qua mẫu tiếp theo nè. Bộ này là em còn một bộ là 21 đến 23 ký ok. 21 ký đúng cho đến 23 ký đúng là bé nhà mình mau ok mấy chị, size 85 nè. Chú kia mẹ em bé 79.000 đồng bộ. Rồi 79.000 đồng bộ lên cho em mã em bé nha. Sọc vàng. Rồi sọc vàng này, đó em sẽ báo cho mấy chị cái mã nha, sọc vàng giùm em này. Rồi cái này là lên cho em mã đó là ngố xanh, ngố đen
Và mẫu đầm đó là đầm màu xanh bơ mấy chị, nó là giữa màu xanh với lại là màu vàng á, thành ra nó màu xanh bơ nha mấy chị. Chốt kia mã xanh bơ, đầm xanh bơ. Rồi đầm xanh bơ giùm em đây mấy chị. Đó, nó không hẳn là vàng mà nó cũng không hẳn là xanh, nó là màu giống như là màu xanh bơ nha mấy chị. Mấy chị chốt kia mã là xanh bơ. Rồi rút màu xanh, đó rút cam, ngố hồng gì đó, đầm toàn màu vàng. Mấy chị muốn lấy cái nào mấy chị cứ comment kèm cái mã lên giùm em, kèm cái bí nhân viên em lấy hàng cho mình nếu còn nha. Rồi đây là đầm xanh bơ mấy chị, chốt mã xanh bơ sắp hết rồi. Lên cho mã xanh bơ. Xanh bơ nha. Rồi bộ này em bé em chị size tầm 21 đến 23 kg ok, chốt mã em bé. Rồi giá sale mấy chị là 69.000 đồng. 69.000 đồng mấy chị chốt cho em mã em bé nhé. Tình yêu lấy em bé, chốt mã em bé. Comment cho em mã đó là em bé mà kèm kia bí giùm em size 21 23 kg đúng là bí giùm ok size đại giá 69 nha. À, giá là 79.000 đồng size đại. Lên cho em mã là em bé nha mấy chị yêu nha. Em bé và kèm ký số điện thoại giùm em nha. Rồi qua tiếp tục cho mấy chị. Mấy chị còn mua đồ xuất hàng bé trai bé gái chị cứ comment lên đây, em lên cho mọi người mua nha. Xuất hàng bé trai, xuất hàng bé gái rất là nhiều hình luôn nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ này, mấy chị comment cho em mã máy xúc. Máy xúc nào còn size là từ 8 cho đến 12 kg là 59.000 đồng, và size 16 20 kg là giá 69. Chốt kia mã máy xúc mấy chị. Đẹp chưa? Rồi lên cho em mã máy xúc nha mọi người nha. Mấy bé này nó mê mấy cái hình này nấm mấy chị ơi. Vải nó vừa phải, mặc rất là mát luôn. Rồi tình yêu là lấy cái này lên cho em mã là máy xúc. Từ 8 cho đến 12 kg là 59.000, và size từ 16 20 kg là giá 69.000. Chốt mã cho em là máy xúc mấy chị. Rồi lên đơn cho em bộ này là lên đơn cho em mã máy xúc kèm cưới nha. Rồi em có size là từ 8 kg cho đến là 12 kg là 59.000, và 16 20 kg là giá 69.000. Lên cho em mã máy xúc giùm em nha. Đây. Comment cho em mã máy xúc mấy chị, quần có hình máy xúc luôn nè. Rồi máy xúc kèm cưới. Máy xúc 17 chị Hoàng Phạm. Rồi ok, cảm ơn chị Hoàng Phạm nè. Rồi lên cho em mã là máy xúc và kèm cái bé xuống thoại giùm em. Cái này nàng tiên cá mấy chị, em có size từ 8 cho đến 12 kg là 59.000, chốt mã nàng tiên cá. Lên cho em mã nàng tiên cá đồ thể thao mấy chị, thích đồ thể thao màu nào mấy chị cứ chốt đồ thể thao kèm màu em lấy cho. Nhân viên em lấy cho. Nàng tiên cá mấy chị, chốt cho em mã tiên cá. Comment cho em mẫu này là tiên cá nha, size từ 11 Thảo. Rồi rút màu cam là ok nè. Từ 8 cho đến 15 kg ok, 59.000 chốt mã tiên cá. Rồi lên. Máy xúc 11 kg, chị tích lời lý tưởng. Lên cho em mã tiên cá. Rồi nàng tiên cá nha, tình yêu lấy tiên cá, chốt mã tiên cá giùm em từ 8 cho đến 15 kg 59.000. Rồi ok, em cảm ơn chị Ngọc Anh nè. Lên cho em mã tiên cá nha mọi người, chị yêu nha. Tiên cá giùm em. Rồi đồ thể thao nè. Đây mấy chị, đồ thể thao. Đồ thể thao là đỏ, và mấy chị chốt kia mã có tay màu ghi hoặc là có tay đỏ. Comment cho em mã là có tay đỏ hoặc là có tay màu ghi nha. Rút kem 12 chị Ngọc Anh. Rồi ok này, có tay đỏ là có tay màu ghi, có size mấy chị là từ 10 cho đến 23 kg là giá sẽ là 89.000 đồng. 24 cho đến là 39 kg là giá 99.000 mấy chị. Thể thao mấy chị chốt kia mã có tay kèm màu nha. Rồi có tay kèm, có tay ghi hoặc là có tay đỏ kèm dây giúp em, đó là cưới của bé xuống thoại giùm em, nhân viên chút đô. Rồi qua tiếp cho mấy chị bộ này là chú hề nè. Chú hề này em còn size là từ 8 kg cho đến 15 kg là 59.000, và size từ 16 cho đến 18 kg là giá 69.000. Mấy chị chốt cho em mã chú hề. Lên cho em mẫu này là chú hề nha mọi người nha. Chú hề nè, lấy chú hề bé trai nha. Tình yêu lấy chú hề, chúc mẹ chú hề xanh năm nay đang hot luôn nè. Rồi lên cho em mã chú hề giùm em luôn, từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, và size từ 16 cho đến 18 kg là giá 69. Chốt cho em mã chú hề. Đây nè, bộ này đẹp nữa chị. Bộ này là cầu vòng, lên cho em mã cầu vòng nha. Vậy lấy cái màu kia đi, đỏ mới đi. Thì lấy đỏ mới đi xuống đây like. Lên cho em mẫu này là chú hề. Rồi 8 cho đến 15 kg là 59.000, và size 16 đến 18 kg là giá 69.000 mấy chị. Chốt kia mã chú hề kèm cưới bí nha. Rồi chú hề giùm em mấy chị. Rồi mọi người đợi giùm em xíu về cái đỏ. Cái đỏ đây là nó có size nhí và size cồn. Rồi ok này chú hề. Chốt kia em mã này là chú hề nha mấy chị yêu nha. Rồi đỏ đợi em xíu lấy cho mấy chị đỏ mới. Đỏ mới thì nó có đủ size. Chú hề mấy chị, lên cho em mã chú hề. Có tay ghi 17 chị Hoa Đinh. Rồi ok, cảm ơn chị Hoa Đinh này. Có tay đỏ ghi 21 em hết rồi chị. Rồi đỏ. Có tay đỏ em còn 21, ghi em hết 21 ạ. Rồi ok, màu ghi hết 21 rồi. Chị rồi ok, chú hề này.
Rồi. Trái đỏ 17 chị Hoa Tinh. Rồi ok nè. Màu vòng hết 14 nha chị, chị có mẫu khác cho Viên nha. Cái mẫu đây là có 14 kg nè. Ủa còn không ta? Rồi mẫu con vịt màu xanh đây là có 14 kg nè, chị đổi qua màu đây cho nó có hàng. Màu đây cũng rất là đẹp luôn nè. Màu xanh đang hot luôn nè. Rồi lên cho em mẫu vịt xanh đây cho nó có size 14 kg nha. Vịt xanh này em còn mấy bộ thì size từ 8 cho đến là 10 15 16 kg gì đó mấy chị. Là giá sẽ là 95.000 đồng. Và size cho mấy chị là từ 33 cho đến là 40 kg là giá sẽ là 125.000 mấy chị chốt cho em mã vịt xanh. Rồi, chị nào lấy mã mới thì chốt cho em mã đỏ mới nha. Đỏ mới này cho nó có size nhí với size đại nè. Từ 8 cho đến là 21 kg là giá sẽ là có 21 kg không em? Rồi bộ mới này cho nó có size này nha chị yêu nha. Đỏ cho đỏ mới giùm em từ 10 kg cho đến là 23 kg là giá sẽ là 89.000 đồng. Và từ 24 kg cho đến 39 kg là giá 99.000 mấy chị chốt kia mã đỏ mới nha. Rồi chị yêu nào lấy đỏ mới chốt kia mã đỏ mới này rất là đẹp luôn nè. Rồi đỏ mới giùm em nha mấy chị nha. 10 cho đến 23 kg là giá sẽ 89.000 đồng và 24 cho đến 39 kg là giá 99.000 chốt mã đỏ mới. Rồi đỏ mới kèm ký bí giùm em nha. Đây đỏ mới giúp em mấy chị. Đỏ mới kèm ký giùm em luôn. Đỏ mới nha. Rồi ok nè, đỏ mới giùm em nha mọi người. Chị nào không có màu kia lấy qua màu mới giùm em nha. Rồi. Quả dâu đẹp quá chị ơi, chốt mạ dâu giùm em bé gái. Bộ xuất hàng dâu bé gái 11 12 kg 59.000. Chốt cho em mạ dâu. Rồi ok nè. Dâu giùm em mọi người, chốt cho em mạ dâu nha. Tình yêu lấy dâu chốt mạ dâu. Rồi ok, chốt cho em mạ dâu nha mấy chị yêu nha. Từ 10 cái mẫu này em chỉ còn size 60 là 11 12 kg mấy chị. Giá là 59.000 một bộ. Lên cho em mạ dâu. Rồi comment cho em mạ dâu kèm cái bé. Rồi ok, cảm ơn chị Hoa Đinh nè. Lên cho em mạ dâu mấy chị, hình quả dâu bé gái nè. Rồi từ 11 12 kg ok, 59.000 một bộ thôi, rất là rẻ luôn mọi người ơi, chốt cho em mạ dâu nha. 11 12 kg là 63 bộ, chốt cho em mạ dâu. Dâu 12 chị Ngọc Anh. Rồi ok, cảm ơn chị Ngọc Anh nè. Dâu 12 chị Hậu Đặng. Rồi ok nè. Rồi mẫu này ở đâu có một bộ thôi lên luôn đi mấy chị, chốt mạ khủng long giùm em nè. 13 cho đến 15, ủa còn hồi nha. Rồi từ 8 kg cho đến là 15 kg ok, 59.000 chốt kia mạ khủng long. Đỏ mới 21 chị My Nguyễn. Còn size số 5 không em? Rồi ok. Rồi lên cho em mẫu này là comment cho em mạ khủng long nha, 19 kg có luôn. Đỏ mới 19 kg gì dầu út. Rồi ok, cảm ơn gì dầu út nè. 19 kg ok ha. Lên cho em mẫu này khủng long mấy chị. Chốt cho em mạ khủng long từ 8 cho đến 15 kg ok, 59.000 một bộ nha. Tình yêu lấy khủng long, chốt mạ khủng long kèm cái bé nha. Cố gắng mấy chị lựa giùm em từ hai cái giùm em nha chị, hai sản phẩm giùm em để ngày mai nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình khỏi bị sót đơn nha. Đó chứ mấy chị lựa ít quá rồi anh em cũng không gửi hàng được. Rồi lên cho em mạ khủng long. Rồi chốt đơn cho em mạ khủng long kèm cái bé nha mấy tình yêu nha. 59.000 đồng em vẫn chưa, em chỉ nhớ cái size được rồi nha. Đó size 65 bộ chị đang cầm nè. Khủng long 14 kg chị Ngọc Anh. Rồi ok, cảm ơn chị Ngọc Anh nè. Rồi lên cho em mã khủng long kèm ký nha mấy chị nha, 59.000 một bộ từ 8 cho đến 15 kg. Được không? 15 kg chị Mai Lài. Rồi ok, cảm ơn chị Mai Lài. Rồi kèm số điện thoại khách mới, kèm số điện thoại giúp em nhân viên chốt đơn cho mình cho nhanh nha. Cái này nhện đỏ mấy chị, chốt nha mà nhện đỏ. Từ 8 cho đến 12 kg là 59.000 và 16 đến 18 kg là giá 69.000 mấy chị. Bộ xuất hàng hình con nhện màu đỏ. Tình yêu nào lấy cái bộ này mình lên cho em mã đó là nhện đỏ kèm ký bé nha. Rồi nhện đỏ và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn mấy chị con nhện màu đỏ nè. Rồi em có size cho mấy chị là từ 8 cho đến 12 kg là 59.000 thôi và size từ 16 cho đến 18 kg là giá 69.000. Rồi mà ai lấy nhện màu đỏ thì mình lên cho em mã đó là nhện đỏ kèm ký bé nha mấy chị yêu nha. Đó nhện đỏ bé nào cũng thích luôn. Rồi lên đơn cho em bộ này là nhện màu đỏ nha mấy chị. Nhện đỏ và kìm mẫu em đó là ký của bé mà số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ này là con nhện màu đỏ. Rồi từ 8 cho đến 12 kg là 59.000 và size từ 16 cho đến 18 kg là giá 69. Lên cho em mã nhện đỏ nhé. Nhện đỏ kìm ký bé. Nhện đỏ 18 chị Vy Nguyên. Rồi ok, cảm ơn chị Vy Nguyên nè. Rồi nhện đỏ giúp em. Rồi qua tiếp cho mấy chị bộ này là hình con bé gái nè. Ui có một bộ ta hết hàng rồi. Này em like nó lẻ ra hết rồi mấy chị. Rồi ok còn 3 bộ nè.
Rồi size từ 16 cho đến 18kg là bé nhà mình ok. Mấy chị chốt cho em bộ này là comment cho em mã ngựa đi. Mình có ngựa bunny nè. Ngựa bunny nhớ chị nha, chốt cho em mã ngựa bunny. Từ 16 cho đến 20kg ok. Ngựa bunny giùm em giá là 69.000 đồng size trung. Mẫu này em chỉ có size trung không có size nhí nha. Rồi từ 16 cho đến 20kg là bé nhà mình ok. Size trung giùm em giá cho mấy chị là 69.000 đồng. Chốt cho em mã ngựa bunny. Rồi ngựa bunny kèm kỳ bé nha mấy chị. Ngựa bunny và kèm một em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chút đơn với chị buồn. Rồi ngựa bunny. Lên cho em mã ngựa bunny kèm ký nè. Rồi có kể cho mấy chị là màu sát nách nè, sát nách xanh và sát nách vàng. Chị nào lấy bộ thể thao sát nách màu nào lên cho em mã sát nách kèm màu nha. Đây. Sát nách màu xanh và sát nách màu vàng nữa nè, màu vàng đâu rồi? Đây mấy chị. Rồi lên cho em mã đó là sát nách xanh và sát nách vàng. Chị nào muốn lấy thêm thì lấy nha. Em có size cho mấy chị là tương tự là từ mẫu này chỉ còn size 10 cho đến là 15kg mấy chị. Rồi từ 10 cho đến 15kg giùm em thì giá sẽ là 89.000 đồng. 24 cho đến 30. Rồi 24 cho đến 39kg là giá 99.000. Và từ cái này như có size cổ này từ 40 cho đến là 77kg là giá 120.000. Chốt cho em mã là sát nách vàng và sát nó xanh nha, bộ thể thao. Rồi chị nào lấy lên đơn giúp em nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy ngựa bunny thì lên cho em mã ngựa bunny. 16kg cho đến 20kg ok, giá cho mấy chị là 69.000 đồng size trung hình con ngựa bunny nha. Chị lấy ngựa bunny, chốt mã ngựa bunny giùm em. Rồi ngựa bunny kèm giúp em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ ngựa bunny nha. Rồi qua mẫu tiếp theo nè. Cái này có size nhí này của bé gái nè. Rồi bộ này có size là từ 8 cho đến 15kg ok. Là giá 69.000. Và size cho mấy chị là 19-20kg là giá, từ 8 cho đến 15kg là giá 59.000. 19-20kg là giá 69 mấy chị. Rồi ok nè, đồ thể thao mấy chị đừng trừ hao ký nhiều quá nha. Trừ hao nó rộng nha, chị bao đúng ký giúp em nha mấy tình yêu nha. Mấy chị mua đồ thể thao mấy chị bao đúng ký nha, đừng trừ hao nha. Rồi lên cho em bộ này chỗ đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá mấy chị lên cho em mã Mickey. Comment cho em mã Mickey. Rồi ok này xanh. Rồi lên cho em cái này là con Mickey nè mấy chị. Em có size từ 8 cho đến 15kg là 59.000. Và size cho mấy chị là 19-20kg là giá 69.000 nha. Mickey rất là đẹp luôn. Mấy chị chốt cho em mã Mickey giùm em đây mọi người. Mickey kèm cây bé nha. Rồi mấy chị Mickey kèm cây bé nha. Mickey kèm giúp em đó là ký của bé, số hỏi giùm em nhân viên chút đô. Có một bộ ba lỗ ở đâu đây để em lên luôn cho. Rồi lên cho em bộ này là Mickey mấy chị. Đây chuột Mickey màu tím luôn nha. Size từ 8 cho đến 15kg là 59.000. Và size 19-20kg là giá 69. Chốt cho em mã Mickey. Mickey 12 triệu hậu đặng. Rồi ok nè. Lên cho em mã là Mickey kèm cây bé. Rồi ok chị nè. Đây 16-17kg mà ok nè. Sát nách hồng nè mấy chị, chốt cho em mã sát nách hồng. Có một bộ thôi mấy chị. Có một bộ ba lỗ dành cho bé gái nè mấy chị, chốt cho em mã sát nách hồng. 16-17kg ok, lên cho em mã sát nách hồng nha. 69.000 một bộ. Rồi 69.000 đồng một bộ giùm em mấy chị, lên cho em mã sát nách hồng, có một bộ duy nhất thôi. Rồi sát nách hồng kèm kỳ bé. Rồi ok, cảm ơn chị. Em còn một bộ cuối cùng size là 89-10kg thôi ạ. Rồi ok nè. Thiên Nga nè, Thiên Nga bé gái nè. Thiên Nga này có size là từ 8 cho đến 12kg ok. Thiên Nga màu xanh dành cho bé gái mấy chị, chốt cho em mã Thiên Nga nha. Hình con Thiên Nga giùm em. Rồi chị nào lấy Thiên Nga, chốt mã Thiên Nga kèm kỳ bé. Thiên Nga và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ hình con Thiên Nga nha. Rồi ai lấy Thiên Nga, chốt mã Thiên Nga. Rồi đây mấy chị. Đây Thiên Nga màu xanh dành cho bé gái này, màu rất là đẹp luôn nè. Rồi comment cho em mã đó là Thiên Nga giùm em từ 8 cho đến 12kg ok, 59.000. Rồi từ 8 cho đến 12kg là bé nhà mình ok mấy chị, 59.000 bộ. Lên cho em bộ này là mã Thiên Nga. Đây hình con Thiên Nga màu xanh nha mấy chị nha. Thiên Nga màu xanh dành cho bé gái. Lên cho em bộ này là hình con Thiên Nga. Chúc mẹ Thiên Nga kìm ký. Rồi lấy chị cái bé trai hả. Máy bay. Rồi ok, cảm ơn chị Hoa Đinh nè. Rồi ok nè. Rồi từ 8 cho đến 15kg mấy chị, chốt kia mã này tên lửa mấy chị. Comment cho em bộ này là tên lửa nha. Tình yêu lấy tên lửa, chốt mã tên lửa giùm em luôn.
Rồi 59.000 từ 8 cho đến là 15 kg, ok 59.000 một bộ. Chốt mã cho em là tên lửa. Rồi comment cho em bộ này là mã tên lửa nha mấy chị. 8 cho đến 15 kg tên lửa. Rồi tên lửa bé trai mấy chị, chốt mã tên lửa này đẹp nè mấy chị, màu rất là đẹp luôn á. Lên cho em mã tên lửa nha. Từ 8 cho đến 15 kg ok 59.000 mấy chị, lên cho em mã là tên lửa. Rồi lên đơn cho em bộ này là mã tên lửa kèm ký, nói chung mỗi hình em có vài bộ à, chị nào nhanh mới có chứ còn không. Còn không là không có hàng nha. Rồi ok sao nhở, ok có luôn. Rồi tên lửa kèm ký bí giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi tên lửa là từ 8 cho đến 15 kg. Rồi ok, ui đẹp quá mấy chị ơi. Hình con hươu nè, con nai nè mấy chị, chốt cho em mạng nai nè 16-20 kg mà ok, giá là 69.000 đồng bộ size trung. Lên cho em mã con nai. Nai nha. Rồi con nai mấy chị, chốt cho em mạng nai nè. Nai nha mấy chị nha. Từ 8 cho đến ui lộn, cái này chị có size trung hơn 16-20 kg mang vừa, giá là 69.000 bộ mấy chị, chốt cho em mạng nai nè. Nai này có size trung nha. Rồi chốt cho em mạng nai. Đó ngố hồng nè. Rồi ngố xanh, ngố đen, ngố màu cam nữa. Chị nào lấy ngố màu nào mấy chị chốt cho em mạng ngố kem màu đi, nhân viên em lấy hàng cho mọi người nha. Rồi mấy chị có lên đơn là nhân viên em lấy chứ. Rồi mấy chị lên cho em bộ này là con nai giùm em mấy chị. Chốt em mạng nai 16-20 kg ok, giá là 69.000 đồng size trung, chốt em mạng nai. Ngố màu cam còn không gian mất mấy chị cái mẫu ấy. Rồi lên cho em bộ này là con nai 16-20 kg là bị nha màu ok mấy chị. Từ 16-20 kg nha, hình con nai này giá là 69.000 đồng bộ. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi chị lấy lên cho em mảng nai kèm ký nha. Rồi nai kèm hộ em đó là ký của bé, và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đón chị bụng nai. Rồi ai lấy nai lên cho em mảng nai kèm ký bé. Nai và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nè. Mèo ưu chọn thỏ rồi nè, dễ thương cho uống thỏ đẹp quá không. Thỏ màu đẹp nè mấy chị, thỏ màu cam nè, thỏ màu hồng cam nè mấy chị, chốt cho em mã thỏ. Thỏ đẹp quá mấy chị ơi, 19-20 kg mà ok, lên cho em mã thỏ nè, màu dễ thương chưa. Rồi comment cho em mã thỏ. Rồi lên cho em mã thỏ mấy chị, 19-20 kg ok, giá là 69.000 một bộ nha. Tình yêu lấy thỏ, chốt mã thỏ. Rồi lên cho em mã thỏ kèm ký nha. Rồi 19-20 kg là miễn nhà mình ok mấy chị. Vải đây không quá dày, không quá mỏng, vải gọi là vải có tông, coi dạng 4 chiều. Hàng Quảng Châu giùm em bộ xuất hàng cho bé mặc mùa hè nha mấy chị. Rồi lên cho em mã là thỏ giùm em. Có một bộ duy nhất size này 19-20 kg ok, giá cho mấy chị là 69.000 đồng, chốt cho em mã thỏ nè. Ui cái bộ màu xanh công chúa màu xanh này cũng đẹp nè, con bộ luôn nè. Lên cho em bộ này là comment cho em mã đó là công chúa xanh nè. Mấy chị chốt cho em mã công chúa xanh, size này size 85, tầm 21-23 cứ ok, giá cho mấy chị là 79.000 đồng size đại. Rồi 79.000 đồng size đại nha, chốt cho em mã công chúa xanh. Công chúa xanh dành cho bé gái nha mấy chị. Rồi 21-23 cứ ok, công chúa màu xanh 79.000 đồng. Lên cho em mã công chúa xanh. Comment cho em mẹ đó là công chúa xanh kèm ký bé nè. Đây mấy chị bộ ngố màu cam luôn, chị lấy ngố cam, chúc mẹ ngố cam giùm em luôn. Rồi ai lấy ngố màu cam thì lên cho em mẹ ngố cam kèm ký nha. Rồi cái bộ con mèo này đẹp mấy chị. Mèo này rất là đẹp luôn nè. Mèo mấy chị chốt cho em mã mèo nha. Mèo này em có size cho mấy chị là chùa đẹp quá mấy chị ơi. 19-20 kg ok, báo đúng ký đồng trường hao nha mấy chị. Về bên em đã lấy size thoải mái cho mấy chị rồi, mấy chị báo đúng ký nha. 19-20 kg ok dùm em, giá là 69.000 đồng size trung, chốt cho em mã hình con mèo. Mèo kitty nè. Rồi mèo kitty nha mấy chị, chốt cho em mã mèo 19-20 kg báo đúng ký dùm em. Giá là 69.000 đồng, chốt mã mèo. Rồi lên cho em mã mèo kèm ký nha mọi người. Mèo và kèm hộ em đó là ký của bé, và số điện thoại giùm em. Đây bộ ngố màu xanh này là em có mẹ và bé nè. Ngố màu xanh này em có mẹ và bé mấy chị, size từ 11 cho đến 22 kg là giá là 99.000 đồng. Từ 23 kg cho đến là 35 kg là giá 119.000. Và mẹ em có size là từ 36 cho đến là 70 kg, mẹ là có giá là 129.000 mấy chị, chốt cho em bộ này là ngố xanh. Rồi lên đơn cho em mã bộ là ngố xanh kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ ngố xanh nha. Đây bộ ngố mẹ và bé gái mấy chị.
rồi ngố mẹ và bé gái, rồi em có cả màu đen cũng là bộ ngố mẹ và bé gái, còn vài bộ luôn lỉ sai nè. Rồi chị lấy bộ ngố đen tương tự em cũng còn vài bộ, mấy chị cứ comment lên nếu còn nhân viên lấy cho mình nha mấy chị. Rồi size từ 12 cho đến 22 kg là giá sẽ 99.000, 23 cho đến là 35 kg là giá 119.000 mấy chị. Chúc cho em mã bộ ngố đen. Đây ngố đen có treo sau lưng nha. Rồi chị lấy ngố màu đen thì chúc cho em mã bộ là ngố đen kèm ký bé. Rồi ngố đen và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chúc đơn cho chị bộ ngố màu đen nha. Rồi ai lấy ngố màu đen chúc bạn ngố đen giùm em cho chị cái hình bé trai đi mà còn hai hình đi. Không được cái hình nào nổi. Ui cái này có size 95 luôn nè mấy chị. Có một bộ size 95 nè. Ở đâu rớt ra đây nè. Rồi mẫu này em có size cho mấy chị là từ 8 cho đến 10 kg là 59.000. Và size từ 27 cho đến 30 kg là giá 79.000. Mấy chị chốt cho em mẫu này là hình gì đây. E2 đi mấy chị. Chốt cho em E2. Rồi lên cho em mã cho em là E2. Màu này rất là đẹp luôn. Hết hàng rồi còn có vài bộ. Rồi size từ 8 cho đến 10 kg là 59.000. Và size từ 27 cho đến 30 kg là giá 69.000, giá 79.000 size đại mấy chị chốt kem mã A2. Rồi lên cho em mã A2 nha. Bộ A2 nha chị bé gái, màu rất là đẹp luôn. Bộ này dễ thương quá, mấy chị bán hết hàng à. Còn có vài bộ. Rồi lên cho em bộ này là mã A2, size từ 8 cho đến là 10 kg là giá 59.000. Và size từ 27 cho đến là 30 kg là giá 79.000 bộ size đại. Chốt cho em mã là A2. Đây A2 nha chị nha, còn 2-3 bộ này. Rồi lên cho em mã 2 nha, size 3. Rồi lên cho em bộ này là mã A2 mấy chị. A2 chính ký chị Hồng Trinh. Rồi ok nè. A21 chị An Nguyễn. Rồi ok nè. Lên cho em mã là A2 mấy chị. Rồi bộ này có một bộ size 65 này, 13 cho đến 15 ký ok nè. Chốt cho em mã là A3. Rồi bộ này mấy chị lên đơn cho em mã A3 nha. Size 65, 13 cho đến 15 ký. Mấy chị nào 13, 15 ký lấy cho em bộ này nè. Rồi giá là 59.000 đồng. Cho em mã này là mã A3. Rồi tình yêu là đấy. Rồi lên cho em bộ này là mã A3 mấy chị. A3 kèm cưới còn một bộ duy nhất luôn. Size từ 13 đến 15 kg giá 59.000 đồng. Chốt mã A3. Rồi tình yêu là lấy A3. Chốt mã A3 nha. A3 kèm cưới bỉ nha. Rồi qua mẫu luôn. Rồi lên cho chị bộ này là con khủng long vàng. Khủng long vàng mấy chị chốt cho em mã khủng long vàng nha mấy chị yêu nha. Khủng long vàng này size như thế nào nè em? Rồi size từ 8 cho đến 12 kg là 59.000, 16 20 kg là giá 69.000 mấy chị. Rồi size 21 đến 23 kg size đại là giá 79.000 mấy chị chốt cho em bộ này khủng long vàng. Lên đơn cho em mã khủng long vàng kèm ký nha. Mẫu này em có 3 size nhí đại cù nhưng mà mỗi size còn có vài bộ à. Em có size là từ 8 cho đến 12 kg là 59 nè. Size 16 cho đến 20 kg là thuộc size trung là giá 69.000 đồng và size đại có một bộ là size 85 là size từ 21 đến 23 kg là size đại. Giá là 79.000 đồng mấy chị chốt cho em bộ này là khủng long vàng. Lên cho em mã đó là khủng long vàng kèm ký bé. Rồi khủng long vàng và kèm hộ em đó là ký của bé xuống thoại giùm em nhân viên chúc đơn chị bộ này khủng long màu vàng nha. Rồi ai lấy khủng long vàng chúc bạn khủng long vàng bộ xuất hàng giùm em cho bé trai. Hình con khủng long màu vàng mấy chị. Rồi lên cho em mã khủng long vàng nè. Ui cái hình này dễ thương quá nè. Khủng long vàng 17 chị Hoàng Phạm. Rồi ok chị Hoàng Phạm. Khủng long vàng 17 chị Vi Nguyễn. Rồi mẫu này có size là từ 8 cho đến 12 kg 59.000 và size 16 cho đến 20 kg là giá 69 mấy chị chốt cho em mã thỏ xanh của bé gái nè. Con thỏ màu xanh hình rất là đẹp luôn mấy chị ơi, hình này lạ màu dễ thương quá. Rồi chốt cho em mã là thỏ xanh, em có size là từ 8 cho đến 12 kg là 59.000 và size 16 cho đến 20 kg là giá 69.000 nha. Chị nào lấy thỏ màu xanh thì lên cho em mã là thỏ xanh kèm ký. Rồi thỏ xanh và kèm hộ em đó là ký của bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ con thỏ màu xanh nha. Màu đẹp chưa bé gái nhé. Màu rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi. Rồi ok cảm ơn chị Lê Hương nè. Rồi chị lấy thỏ màu xanh thì lên cho em mã thỏ xanh kèm ký bé nha mấy chị yêu nha. Từ 8 cho đến 12 kg là 59.000 và 16 đến 20 kg là giá 69. Thỏ xanh 19 chị Linh Lê Thị Trúc. Rồi ok thỏ nè. 12, chị Hoa Đinh. Rồi ok lên cho em mã thỏ xanh nha. Rồi chị nào lấy thỏ màu xanh chốt mã thỏ xanh kèm ký luôn giùm em. Rồi cái con khủng long màu đỏ này còn mấy ký nè mấy chị chốt cho em mã đỏ đi. Mấy Giang ơi. Rồi lên cho em mã đỏ mấy chị. Comment cho em mã đỏ nè. Ủa cái này cá mập hả mấy chị chốt cho em mã đỏ giùm em. Đỏ cá mập nha mấy chị chốt em mã đỏ từ 8 cho đến 15 ký 59.000. Lên cho em mã đỏ. Rồi comment cho em mẫu này là mã đỏ kèm ký nha mọi người nha. Đây hình con cá mập màu đỏ nè. Lên cho em mã đỏ. 8 cho đến 15 ký ok 59.000.
Rồi từ 8 cho đến 15 kg là bé nhà mình mau ok giùm em 59 ngàn bộ. Bộ đây là bộ ngố màu cam, chị lấy ngố cam chút bạn, ngố cam. Khoảng 112 về 20 của Huyền Phạm. Ngố cam này size 22 kg đổ lại là giá 99 ngàn, 23 cho đến 35 kg là giá 119 ngàn. Còn vài bộ lỉ size chị cứ comment lên nó còn em lấy cho mình nha. Giờ còn lỉ size em cũng biết còn size nào nữa. Rồi lên cho em cái này là mấy chị chốt cho em ạ đỏ. 8 cho đến 15 kg là 59. 16 20 kg là giá 69 ngàn. Lên cho em ạ đỏ. Rồi đỏ kim ký bỉ nè. Ủa anh Nhân ơi, ngủ hả? Cái đơn của chị Tố Tố vừa trước giao được chưa? Ôi cái con này dễ thương quá em chị, con mèo màu vàng. Size từ 8 cho đến 10 kg ok 59 ngàn, chốt cho em ạ mèo vàng. Size 65 hở rồi, cái mẫu này em có size là từ 8 cho đến 15 kg ok em chị, em còn hai bộ này giá là 59 ngàn bộ, mấy chị chốt cho em ạ mèo màu vàng nha. Rồi chị đã lấy mèo màu vàng, chốt mã mèo vàng cho chị hình bí cho em. Rồi lên cho em ạ mèo vàng kiềm ký luôn, size từ 8 cho đến 15 kg mấy chị 59 ngàn. Rồi từ 8 cho đến 15 kg ok 59 ngàn bộ nha. Đây con mèo màu vàng, phải mát lắm mấy chị, cái này mặc mùa hè ok lắm. Vải không quá dày, không quá mỏng nha chị, không phải là dày là đẹp đâu mấy chị. Đó cứ nhiều chị là nghĩ là vải dày vải đẹp. Trời ơi nếu vải dày vải đẹp em lấy vải mềm rồi em may cho nó rẻ tiền rồi mấy chị. Đó không phải là dày là đẹp đâu nha chị nha. Mùa này nóng muốn xỉu luôn mà mấy chị mua vải dày về không phải là dày là đẹp, không phải lúc nào là dày cũng là đẹp hết mấy chị. Dày là nóng đó chị. Dày là nóng nha chứ phải dày là đẹp đâu. Rồi ok nè. Em qua tiếp theo nha. Đối với em là không giống như cái vải nào mà nó mịn, nó mát mà mấy chị mặc cảm thấy là bé nó mình thích mang, hoặc là cái vải nó mát là ok rồi, chứ không phải là cái nào dày em cũng lấy đâu chị. Thôi nhiều khi dày mà cũng lấy thì chết luôn á, cứ lấy hàng mùa đông về đây mà bán cho mấy chị mùa hè chắc xỉu luôn á chị. Rồi cho em cho chị một cái bộ hình bé trai đi em ơi. Nha, nên là mấy cái chị nào mà cứ theo cái quan niệm là dày đẹp thôi em chịu á. Đó, có nhiều chị là cứ nói ủa vải này sao nó mỏng vậy em, nhưng mà không phải mấy chị, vải này không phải mỏng mà là không quá dày không quá mỏng để mấy chị mặc mùa hè cho nó mát nha, chứ để em lấy vải mùa đông về em bán cho mấy chị mùa hè chắc xỉu nha. Rồi cái này là gu xì giùm em mấy chị, chốt cho em mã là gấu đi. Trời ơi, gấu đẹp quá trời, gái đời mà ok này, đủ size từ 8 cho đến 15 kg ok 59 ngàn nha mấy chị, chốt cho em mã gấu đi. Trời gấu dễ thương quá mọi người, trai gái đời mà ok nè. Rồi trai gái đời mà ok giúp em nha mọi người nha, chốt cho em mã gấu đây. Rồi lên cho em mã gấu giùm em, bộ xuất hàng hình con gấu nha. Trai gái đều mang ok, và cái màu này mặc rất là trắng da luôn. Bé trai bé gái đều mang đẹp nè, hình con gấu nè mấy chị nhìn giùm em nè. Dàn đưa cái quần gòn cho mấy chị xem em. Cái nền con gấu á, em đưa gòn cho mấy chị xem nền con gấu á. Đó, đẹp chưa, xe ra xíu. Đấy, rất là đẹp mấy chị, nền gấu nha. Rồi mấy chị chốt cho em đây, đưa chị em. Rồi lên cho em mã gấu giùm em nha người nha. Đây, gấu rất là đẹp luôn nè. À, dễ thương luôn mấy chị. Rồi từ 8 cho đến 15 kg ok mấy chị, chốt cho em mã gấu nha mấy chị nha. 8 cho đến 15 kg ok. Lên cho em mã gấu kiềm kỳ bỉa đi. Rồi bộ này ô tô. Tô này size như thế nào vậy? Ô tô mấy chị. Rồi cái size từ 8 cho đến 12 kg ok này 59 ngàn mấy chị, chốt cho em mã là ô tô. Rồi lên đơn cho em bộ này là mã ô tô nha. Từ 8 cho đến 12 kg ok. Rồi từ 8 cho đến 12 kg ok này 59 ngàn, chốt cho em mã là ô tô. Rồi tình yêu nào lấy ô tô thì mình lên cho em mã là ô tô nha. Ô tô xuất hàng bé trai, comment cho em mã ô tô. Từ 8 cho đến 12 kg thôi mấy chị 59 ngàn. Rồi từ 8 cho đến 12 kg 59 ngàn, chốt cho em mã là ô tô. Mặc mùa hè. Rồi ô tô kèm giúp em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn nha, bộ xuất hàng này. Rồi lên dáng chỉnh con ngựa Bonnie nè, ngựa Bonnie này có size là từ 16 đến 20 kg, thuộc size trung, giá là 69 ngàn đồng ngựa Bonnie. Lên cho em mã ngựa Bonnie mấy chị. Rồi comment cho em mã ngựa Bonnie mấy chị, còn mua xuất hàng trai hay gái mấy ký mấy chị có thể comment lên giùm em nha. Em kêu Mỹ Giang đi kiếm nha. Em kêu Mỹ Giang đi kiếm cho mấy chị nha. Có 15 kg thì mình vô. Rồi chị nào chưa theo dõi trên fanpage cho em một nút theo dõi nha mấy chị yêu nha. Cho em một nút theo dõi để em xong thì em có like cập nhật được mẫu mới nha. Rồi bộ này thì mình lên cho em mã hình con ngựa bên đi mấy chị, còn mua xuất hàng bé trai hay bé gái mấy ký comment lên giùm em, cơ bé Giang em đi kiếm cho mọi người nha. Rồi bộ này hình ngựa bên đi nè, chị lấy ngựa bên đi, chốt cho em mã ngựa bên đi giùm em. Size từ 8 ký cho đến là mẫu này chị có size trung thôi, 16-20 ký mang vừa mấy chị, giá là 69 ngàn đồng con ngựa bên đi mấy chị, chốt cho em mã ngựa bên đi nè. Ngựa này rất là đẹp luôn nè, đây mấy chị, mỗi hình như này có 3-4 bộ, không có nhiều đâu. Mỗi bộ xuất hàng như thế này, mỗi hình em có mấy bộ à, nhưng mà nó nhiều hình lắm mấy chị, nhiều khi nó lỉ sai lỉ hình tùm lum. Rồi lên cho em bộ này là hình con ngựa bên đi, em có size mấy chị là từ 16 đến 20 kg là mang ok. Giá size trung sẽ là 69 ngàn đồng mấy chị, chốt cho em ạ hình ngựa bên đi nha.
Rồi ngựa pony kèm ký bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ này thành con ngựa pony. Ngựa pony giúp em. Rồi con ngựa pony nè. Rồi con nai này đẹp nè, con màu hồng hồng nó đẹp nè. Này trong này có size 65 không vậy? À có size 65. Rồi mẫu này mấy chị. Lên cho em mã là A4. A4 này có size từ 8 cho đến 15 kg là 59 000 đồng và size 16 17 kg là giá 69 mấy chị. Chốt cho em bộ này là mã A4 nha mấy chị nha. A4 giùm em này màu hồng đậm nè. Rồi comment cho em mã bộ này là mã A4 kèm ký bé số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị bộ này mã A4 nha. Rồi tình yêu nào lấy A4 chốt mã A4 nè. A4 kèm ký của bé và số điện thoại giùm em. Đây bộ xuất hàng của bé gái. Màu hồng đậm, em có size từ 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn và size 16 17 kg là giá 69. Đây mấy chị. Rồi chốt cho em mã sẽ là A4 kèm ký bé số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ này mã A4 nhé. Chị lấy A4 chốt mã A4. Rồi A4 kèm giúp em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em. Cho em mã là A4. Rồi A4 giùm em nha. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Hằng nè. Mấy chị nào lấy áo gia đình đó mọi người, áo gia đình mấy chị chốt cho em mà áo kèm ký bé nha. Áo này rất là hot trend luôn. Đây cái bộ đây là sọc màu cam. Sọc cam này giá 112.000 đồng một bộ, size là từ 5kg cho đến 11kg mấy chị. 112.000 mấy chị chốt cho em mà sọc cam kèm ký nhé. Rồi cái mẫu đây là áo gia đình. Comment cho em mà áo kèm giúp em là con nặng thủ kẻ gia đình giùm em. Mẫu này là có đủ cho mấy chị là của con nè, của vợ và của chồng luôn. Là đủ size cho mấy chị là từ 5kg cho đến 82kg. Mấy chị sẽ chia làm 3 giá tiền thôi. Đó là size nhí là từ 5 cho đến là 18kg là size nhí giá là 82.000. Size đại là từ 19kg cho đến là 34kg là thuộc size đại, giá sẽ là 94.000 đồng. Và size của bố mẹ thì em chỉ còn size M cho đến XL, tương đương là từ 45kg cho đến là 82kg. Mau kê áo sẽ áo phông rộng giùm em nha. Chị em không có may phông ôm, sẽ là áo phông rộng và em có đăng hình mẫu luôn nha. Rồi chốt cho em mã là áo và kèm con nặng của cả gia đình để nhân viên chốt đơn nha. Áo và kèm hộ em là con nặng của cả gia đình giùm em để nhân viên lên đơn cho mọi người nha. Rồi qua mẫu tiếp theo này mấy chị còn muối gì nữa ta? Mấy chị còn muối gì nữa mấy chị, để em lên thêm cho mọi người cho mấy chị dồn đơn rồi để anh em kết thúc like ta. À hip hop lên lại cái bộ hip cho mấy chị nào vô sau chút đô cái bộ cầu vòng đẹp quá nè mà còn lỉ sai. Rồi hip hop mấy chị. Hip hop giùm em nha mọi người nha. Hip hop này em còn vài bộ nè. Size từ 11 kg cho đến là mười mấy kg nè hai ơi. Rồi 11 cho đến 16 kg mà ok mấy chị, tầm 11 đến 17 kg là ok giùm em, giá sẽ là 99.000 đồng. Lên cho em mã hip hop. Sẽ lại là từ 22 cho đến là 30kg là giá 125.000 đồng. Lên cho em mã hip hop nha. Rồi mọi người lên đơn cho em mã đó là hip hop và kèm con nặng. Lên cho em mẫu này là mã cho em đó là hip hop và kèm con nặng. Phối hợp giùm em nhân viên chốt đơn với chị bộ top. Em có size là từ 11 cho đến là 17kg là giá 99.000 đồng. Và từ 22 cho đến 30-31kg là giá 125.000. Lên cho em bộ này là mã hip hop đó chị. Rồi comment cho em mã bộ này là mã hip hop kèm ký bé nha. Đây rồi, khách hàng luôn. Rồi lên cho em bộ này cầu vòng này. Cầu vòng đẹp quá mà như còn 1-2 bộ chị nào vừa mới chốt được nha. Rồi em còn size là từ 8 cho đến 10kg là giá 95.000 đồng. Và size từ 33 cho đến 50kg mà ok của mẹ nha. Chị bộ này là bộ ngố mẹ và bé, như hiện tại bé em chỉ còn có 2 bộ cuối cùng, mẹ còn tầm 3-4 bộ nữa là em hết luôn. Rồi lên cho em bộ này mã cầu vòng. Size từ 8kg cho đến là 10kg là giá sẽ là 95.000 đồng. Và size từ 33 cho đến là 50kg là giá 125. Bộ cầu vòng rất là đẹp luôn nè. Rồi chốt cho em mã là cầu vòng giùm em nha chị nha. Cầu vòng và kèm hộ em đó là cưới của bé. Số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ cầu vòng nha. Chị lấy cầu vòng chốt mã cầu vòng. Rồi ai lấy cầu vòng chốt cho em mã là cầu vòng kèm ký nè. À cho em cái bộ sọc hồng đó nha. Sọc hồng này á, thì sọc hồng này là còn size từ 6kg này cho đến là mấy ký nè. Rồi rồi cầu vòng này em còn size cho mấy chị là từ 6kg cho đến là 6 cho đến 11kg chị. Là giá là 115.000 đồng. Và size là 20 cho đến là 23kg. Giá là 100, không xem mấy chị 99.000 bộ chứ. Đúng rồi bộ này đang còn mấy bộ xem mấy chị mà. Rồi lên cho em bộ này là sọc hồng mấy chị. Em còn vài bộ này size từ 6 cho đến 11kg. Là giá 99.000. Size từ 21 cho đến là 24kg mấy chị là giá 99.000. Em còn vài bộ thôi, sắp hết hàng rồi. Rồi chốt cho em bộ này là sọc hồng.
sọc hồng và kèm hộ em đó là con nạn số thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị, bộ này sọc màu hồng nha, sọc hồng kèm ký giùm em. Đồ bé trai mà túi hộp rồi này kia cycle như em nhiều lắm mà hôm nay hình như ít người xem á, thành ra là để hôm sau em like nha, hôm nay sau có nhiều chị mua thêm. Cái này là váy nha chị, một váy bay rất là đẹp luôn này, co giãn cực kỳ, size từ 6kg cho đến là 11kg là giá 99.000, 21 đến 24kg là giá 99.000, chị chốt cho em mã sọc hồng. Rồi lên đơn cho em bộ này là mã sọc hồng kèm ký bé số thoại giùm em nhân viên, lên đơn cho chị bộ sọc màu hồng nha. Rồi ok nè. Rồi cái chị nào đang thiếu đơn, đang còn mua gì nữa mọi người? Đang thiếu đơn, đang còn mua đồ bộ xuất hàng hay đang còn mua đồ hip hop hay đang còn mua gì nữa không thì em lên thêm cho mọi người xíu nữa. Còn không thì bên em sẽ kết thúc like luôn. Còn không thì bé Diễm sẽ kết thúc like luôn nha. Rồi chị nào chưa theo dõi trên fanpage thì nhớ là cho em ngay một nút theo dõi mấy chị, vì đa số là hàng mới về em sẽ đăng trên trang á, và chủ yếu là nhà em sẽ bán like. Còn nếu chị nào không có thời gian xem livestream á, mọi người có thể là gửi những cái sản phẩm mà mấy chị thích ra qua tin nhắn giùm em và đợi giùm em nha. Khi nào mà nhân viên nhà em nó làm xong việc thì nó sẽ chép tin nhắn cho mấy chị nha. Đó, gửi tin nhờ, gửi hình ảnh qua kèm giúp em là con nặng của bé để nhân viên em sẽ chép tin nhắn và soạn hàng cho mọi người luôn. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị nào có đơn thì ngày mai, đơn ngày hôm nay em like thì ngày mai nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Đó, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Hẹn gặp mọi người vào livestream tiếp theo nha.